chương 1940, tuyệt đối khống chế. Ẩm vang, theo đầu bạc lão giả đôi tay ở trên hư không chung như vậy nhẹ nhàng nhấn một cái, tức khắc chi gian, hư không bỗng nhiên chấn động, một cổ cường đại đến cực điểm lực lượng ầm ầm dâng lên mà ra, áp lực cực lớn áp bách xuống dưới, đầu bạc lão giả nơi không gian bị ép tới hoàn toàn vặn vẹo, trong hư không sở chất chứa rất nhiều quy tắc trật tự, thế nhưng đều bị hắn áp xúc, độ cao áp xúc, hóa thành cường đại nhất phòng ngự hộ thuẫn. Cưỡng, ngay sau đó, kiếm quang phi tiết tới, lôi cuốn khí thế ngập trời kiếm khí cuồng chiều, nháy mắt liền vọt lại đây, hung hăng đâm hướng đầu bạc lão giả. Một cổ vô hình khí lãng quay cuồng, trầm trọng khí thế, đáng sợ lực lượng, ở kiếm quang lôi cuốn ngập trời kiếm khí vọt tới nháy mắt, kia khuynh thế nhất kiếm, Yến Trường Phong vận dụng cửu trọng tu la ma vực trạng thái đáng sợ nhất kiếm, tức khắc chi gian dừng hình ảnh đóng lại. Thời gian như là đình chỉ trôi đi, thời gian sông dài đình chỉ trào dâng, phong không ở phất động, vạn vật không tiếng động. Từng luồng lực lượng cường đại, như là hoàn toàn thực chất hóa ở trên hư không trung lăn lộn kiếm quang cùng kiếm khí cuồng chiều đình trệ động lại ở đầu bạc lão giả trước người chút nào không được tiến thêm mà đầu bạc lão giả phía sau kia một đầu đầu bạc nhẹ nhàng trôi nổi bơi lội từng luồng cường đại linh cơ dòng khí kích động vần quanh này đầu bạc lão giả đem hắn uy thế phụ trợ vô cùng nguyền nguyễn lực lượng tuyệt đối tuyệt đối không chế giang rác giống như đá quý vỡ vụn ngắn ngủi thời không đình trệ lúc sau thời gian sông dài như là lại lần nữa lao nhanh lên. Ngay lập tức chi gian, kia đình trệ kiếm quang cùng kiếm khí cuồng chiều, ẩm ẩm nổ tung. Kiếm quang rách nát, răng rắc tiếng vang thanh thúy lại trói tai, kiếm khí cuồng chiều nổ tung, vô tận kiếm khí kích bắn hướng bốn phương tám hướng, thậm chí có một cổ kiếm khí, đảo bắn trở về, hướng tới yến trường phong chém tới. Đây là kiểu gì lực lượng cường đại, gần chỉ là đôi tay nhẹ nhàng hướng hư không giữa nhấn một cái, căn bản không có bất luận cái gì dư thừa động tác, cũng chưa từng thấy đối phương thi triển cao thâm bí pháp cùng thần thông, liền khủng bố đến tận đây. Trước mắt cái này đầu bạc lão giả, tuyệt phi tầm thường thần đế cảnh giới cường giả. Yến Trường Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, màu đỏ tươi con người giữ hiện lên một đạo sắc nhọn ánh mắt. Cái này đầu bạc lão giả, quả nhiên không phải hời hợt hạng người, có thể bảo hộ tại đây thông thiên chi lộ, lại há có thể là người bình thường. Yến Trường Phong màu đỏ tươi con người giữa một đạo thanh lưu kích động, tứ phương lực lượng lưu động, vận hành quỹ đạo, hết thảy rõ ràng hiện lên trong mắt hắn trong mắt hắn sở hữu lực lượng vận hành đều biến chậm kia nói đảo bắn lại đây kiếm khí như cũ như thế hắn đem đầu hơi hơi lệch về một bên tật bắn mà hồi kiếm khí từ hắn khuôn mặt cọ qua đem hư không xé rách đầu bạc lão giả đã làm quyết định tự nhiên sẽ không lại có chút nào nhân từ nương tay hắn thần tình lạnh lùng con người giữa hàn quang điểm điểm cả người hơi thở trùng tiêu khí thế cuồn cuộn Hắn đôi tay mở ra, giống như bằng điều giống nhau nháy mắt bước gần yến trường phong. Hắn tốc độ quá nhanh, vượt quá tưởng tượng mau, loại này tốc độ, cơ hồ sắp quấy nhiễu tới rồi thời gian, ở hắn chung quanh, nhấc lên từng luồng không thể tưởng tượng cường đại cảnh tượng, Nhật nguyệt ngân hà ở chìm nổi, vòng quanh hắn chuyển động, hắn dưới chân như là có một mảnh tinh vực kích động, cảnh tượng to lớn thả hơi thở bàng bạc, kinh thế hãi tục giống như thuấn di giống nhau xuất hiện ở yến trường phong trước mặt đầu bạc lão giả lược hiện khô lão đại thủ nhẹ nhàng hướng tới yến trường phong trước ngực ấn tới ở hắn trường chỉ chi gian phổ biên thần quang lượn lờ sáng lạn bắt mắt có cường đại quy tắc chi lực kích động vặn vẹo hư không phát động không gian mảnh nhỏ cùng nhau chấn hướng yến trường phong yến trường phong tức khắc đồng tử hơi hơi co rụt lại sắc mặt đột nhiên biến hóa đối phương tốc độ lực lượng đều xa xa vượt qua hắn tưởng tượng loại này uy thế thật sự quá cường một trường này, làm hắn hãn mau đứng trổng ngược, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Cũng may cửu trọng tu la ma vực đối thực lực của hắn thêm vào cực đại, đặc biệt là đối với tốc độ thêm thành, phá lệ kinh người. Yến trường phong thân hình đảo lược, một cái lập lòe nháy mắt liền biến mất ở nguyên bản thân vị. ầm vang! Đầu bạc lão giả thân hình xuất hiện ở yến trường phong mới vừa rồi nơi thân vị, kia khô lão đại thủ thần quang chạm chạm, nhưng kia quang mang lại phá lệ lạnh băng, đem yến trường phong mới vừa rồi nơi hư không mai một, trực tiếp hóa thành một mảnh đen nhánh giữa thổi quét ra lạnh băng đến xương phong đầu bạc lão giả nhẹ di một tiếng không nghĩ tới yến trường phong tốc độ thế nhưng nhanh như vậy thế nhưng có thể tránh đi hắn này một kích phải biết rằng hắn chính là thần đế cảnh giới hậu kỳ cường giả thậm chí khoảng cách thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh cũng phi thường chi gần hơn nữa hắn tốc độ vẫn luôn bị hắn dẫn cho rằng trường mặc dù là thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh cường giả chỉ sợ cũng không có vài người có thể so sánh được với hắn nhưng hiện tại một người tuổi trẻ tiểu bối, thế nhưng có được chút nào vô lễ sắc cùng hắn cực hạn tốc độ. Hắn không khỏi ánh mắt lập lè, trong lòng càng thêm cảm thán, trước mắt cái này tiểu bối, thật sự quá kiệt xuất, quá ưu tú. Nếu không có thù hận đã kết hạ, đầu bạc lão giả thật đúng là không muốn đối yến trường phong hành này sát thủ. Nhưng, gần chỉ là hiện lên một ý niệm thời gian, đầu bạc lão giả liền thân hình chợt lóe lại lần nữa theo đi lên. Hắn tốc độ mau đến mức tận cùng, ở yến trường phong cửu trọng tu la ma vực trạng thái dưới, tựa hồ chút nào không chịu đến ảnh hưởng, thậm chí còn ẩn ẩn chi gian còn muốn so yến trường phong mau thượng một đường. Oanh, lại là một trường đánh ra, một trường này uy lực càng sâu, khổng lồ lực lượng oanh kích dưới, khiến cho hư không đều đình trệ, đáng sợ áp bách chi lực, đè ép hư không, ẩn ẩn chi gian hình thành giam cầm. Nhưng yến trường phong trên người mũi nhọn tất lộ, tiên tiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ mũi nhọn cũng hoàn toàn phát ra, không hề giữ lại, chảm nứt giam cầm hướng thoát ra đi, đồng thời một cái thương ngày kiếm pháp phối hợp bạt kiếm thức đáng dạng mà ra. Trong trắng lộ hồng kiếm quang hưu nhiên nở rộ, giống như gợn sóng giống nhau đáng dạng mở ra, sắc nhọn chi khí không gì phá nổi, nhưng là giờ phút này ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng đã chịu áp chế. Đầu bạc lão giả một trường đánh ra cường đại lực lượng, sinh sôi ngăn chặn này nói sáng lạn kiếm quang, mặc cho này nhất kiếm mũi nhọn tuyệt thế, cũng khó có thể ngăn trở này tuyệt đối lực lượng oanh kích, kiếm quang tại đây mạnh mẽ lực lượng chấn đáng dưới băng toái. Lực lượng dư ba phát tiết, Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, trong mắt hiện ra rất nhiều lực lượng mạch lạc, thân thể giống như lá rụng một bên nhanh nhẹn di động, theo sau rừng ở nơi xa. Ân, Yến Trường Phong này quỷ dị giống như thân pháp giống nhau thủ đoạn, hoàn mỹ tránh đi kia mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, làm kia đầu bạc lão giả trong lòng giật mình không nhỏ. Hảo thủ đoạn, bất luận là thiên phú, tiềm lực, thực lực, cùng với người giờ phút này sở bày ra ra tới kinh nghiệm chiến đấu, đều làm người kinh ngạc cảm thán, người người như vậy, nếu là cho cùng ngươi cũng đủ thời gian, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể có điều thành tựu, chỉ tiếc, ngươi lại muốn chết. Đầu bạc lão giả rất là thưởng thức nhìn Yến Trường Phong, ngữ khi có chút tiếc hận nói. Mặc dù ngươi vừa rồi, đã biết là ta âm thầm gián đoạn ngươi ngộ đạo, ngươi trong lòng đối tạo oán giận, cũng nên làm bộ không biết, chờ đến tương lai thực lực cường đại rồi, lại đến tìm ta báo thù, phải biết, hiểu được ẩn nhẫn người, mới có thể sống lâu lâu, lại yêu nhiệt tư chất, nếu là không hiểu đến ẩn nhẫn, cũng khó có thể chân chính trưởng thành lên. Chương 1941, ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn, yến trường phong tâm cười nhạo, hắn Sở Dĩ không hề cố kỵ nở rộ sát khí, đối đầu bạc lão giả ra tay, thật sự chỉ là trong khoảng thời gian ngắn khí hôn đầu óc sao? Đương nhiên không phải, hắn Sở Dĩ biết rõ đối phương đầu bạc lão giả thực lực cường đại, tu vi cao thâm, còn dám không kiêng nể gì hiện lộ đối với đối phương sát ý, thậm chí là chủ động đối này ra tay, đều không phải là là khí hôn đầu, mất đi lý trí. Sở Dĩ làm như vậy, bất quá là muốn nhìn xem Thực lực của đối phương đến tột cùng cường đại tới rồi như thế nào trình độ. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lúc này đây ra tay, hắn tâm sớm minh bạch, lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ sợ khó có thể thành công đem này đánh chết, cho nên lúc này đây, hắn chủ yếu là thử, thử ra đối phương sâu cạn, lấy đãi tương lai lại đến tìm về bãi. Tuy rằng, làm như vậy nguy hiểm không nhỏ, nhưng Yến Trường Phong thân át chủ bài đông đảo, đảo cũng không sợ sợ hãi. Sát, hắn hét lớn một tiếng tay tu la kiếm cực nhanh múa may chém ra từng đạo kiếm quang đồng thời thi triển vạn vật hô hấp pháp tiến hành thêm vào không ngừng chồng lên uy lực chém về phía đầu bạc lão giả đầu bạc lão giả lắc lắc đầu còn không có ý thức được chúng ta chi gian thực lực chênh lệch sao thật là thật đáng buồn đầu bạc lão giả sâu kín địa đạo còn người đương hàn mang bính bắn theo sau tay áo vung một cổ lực lượng cường đại liền lao nhanh mà ra quét về phía kia từng đạo kiếm quang đem những cái đó kiếm quang hết thảy chấn hội đáng khai suy 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 kiếm quang không dứt yến trường phong không ngừng ra tay nhất kiếm thắng qua nhất kiếm uy thế càng ngày càng cường đầu bạc lão giả rốt cuộc phát hiện đương huyền cơ cảm nhận được yến trường phong uy thế thế nhưng theo không ngừng ra tay càng thêm cường thịnh lên còn người đương không khỏi bắn ra một đạo ánh sao hừ có chút môn đạo chỉ tiếc cửa này pháp tựa hồ còn không thành thục ở tuyệt đối thực lực trước mặt như vậy chậm rãi trồng lên uy thế thật sự quá chậm đầu bạc lão giả loạn phát phi dương đại sất một tiếng một cổ mạnh mẽ lực lượng va chạm ra tới đánh rách tả tơi trời cao mạnh mẽ lực lượng gió lốc thổi quét đương có pháp tắc trật tự bay múa tạp 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 những cái đó mạnh mẽ kiếm quang tại đây lực lượng cường đại gió lốc chi không ngừng hỏng mất yến trường phong ánh mắt chạm chạm tay động tác không ngừng kiếm quang như cũ không ngừng trồng lên tựa hồ căn bản không thèm để ý phía trước những cái đó kiếm quang băng diệt tán loạn chấn đầu bạc lão giả thấy thế lãnh sắt một tiếng khẩu trán sấm sét một tiếng lãnh sắt chất chứa vô tận uy thế hắn một trường đánh ra, trường chỉ trong suốt, pháp quang hừng hực, thì triển ra một môn mạnh mẽ cổ pháp, oanh hướng yến trường phong bản tôn. Kia ven đường phi bắn mà đến kiếm quang hết thảy diệt phong, này trường pháp bá đạo, đương lực lượng chi cuồng mãnh làm yến trường phong đều hãi hùng khiếp phía. Chảm, yến trường phong đại sất một tiếng, ngàn kiếm trồng lên, uy thế khủng bố vô biên, nhất kiếm bổ ra giống như cửu thiên ngân hà đổi chiều, côi mỹ hoa lệ đồng thời, mang theo chí mạng sát khí. Sắc nhọn chi khí vô thanh vô tức xé rách hư không, có một loại không gì phá nổi tư thế, phảng phất thiên địa chi gian, lại vô mặt khác có thể ngăn cản hắn thế công. Ầm vang, kiếm quang cùng trưởng ấn va chạm, tức khắc chi gian thiên địa biến sắc, cửu thiên chi dị tượng lộ ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều phải sụp đổ diệt vong, thế giới như là đã muốn chạy tới tận thế. Kia khuynh thế kiếm quang, cùng kia cường đại trưởng ấn, phát ra ra hừng hực quang mang, chiếu sáng lên thiên địa. Phương xa có một ít thiên tài bị nơi này động tĩnh kinh động sôi nổi hướng tới cái này phương hướng tới rồi, cách xa nhau xa xôi, liền nhìn đến này phiến vòng trời các loại khủng bố cảnh tượng, còn có kia cổ làm người kinh tủng khủng bố uy năng. Hào cường lực lượng uy áp, nơi xa, rất nhiều thiên tài sợ hãi, còn người Đường Bính bắn ra hừng hực ánh mắt, hướng tới bên này xem ra, đồng thời thân hình lập loè, hướng bên này tới gần. Khi bọn hắn đi vào nơi này, lại phát hiện thế nhưng vô pháp thấy rõ giao thủ hai bên. Hai người uy thế thật sự quá cường, linh cơ gió lốc điên cuồng tuôn ra đầu bạc lão giả kia cường đại hơi thở dao động, vặn vẹo bọn họ tầm mắt, Yến Trường Phong thân kia tuyệt thế mũi nhọn, càng thêm trực tiếp thô bạo, trực tiếp cắn nát bọn họ dừng ở hắn thân ánh mắt, khiến cho mọi người mắt giao thủ hai người thân hình một mảnh mơ hồ. Một cái thần quang lộng lẫy, giống như một phòng liệt nhật, một cái còn lại là huyết sắc quang đoàn, giống như huyết nguyệt giống nhau màu đỏ tươi chói mắt. Trường ấn cùng kiếm quang va chạm, rằng co sơ qua, theo sau kia không ai bị nổi kiếm quang trung quy vẫn là tan tác xuống dưới, ở kia bá đạo trưởng ấn chấn áp dưới tắc tắc nứt toạc, vô tận kiếm khí từ phát tiết ra tới, cuốn hướng tứ phương. Yến Trường Phong ánh mắt biến hóa, hảo cường lực lượng, ta cửu trọng tu la ma vực trạng thái dưới, lấy vạn vật hô hấp pháp trồng lên ngàn kiếm rất nhiều uy, thế nhưng cũng không thể lay động hắn tùy tay thi triển ra tới một môn cổ pháp, đây là thông thiên chi lực, thủ quan người thực lực sao? Yến Trường Phong tâm động dung, màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe. Bất quá, mặc dù người này thực lực lại cường, dám can đảm hư ta cơ duyên, ta cũng nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Yến Trường Phong biểu tình âm trầm, đầu bạc lão giả thực lực làm hắn cảm giác được áp lực cực lớn, đồng thời cũng cảm nhận được thật lớn nguy cơ cảm, phi thường mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn chưa như vậy thối lui, hắn ánh mắt lập lè, ở kiếm quang tán loạn nháy mắt, hắn thân hình chợt lóe, nhanh chóng đảo lược đi ra ngoài, theo sau lại lần nữa nhanh chóng vẽ ra số kiếm, chảm đánh kia dư uy như cú hoảng sợ, thanh thế như cú khủng bố trưởng ấn. Ầm ầm ầm, không trung kịch liệt chấn động, từng đạo khuynh thế kiếm quang không ngừng chém về phía đầu bạc lão giả kia nói trưởng ấn, ước chừng liên tiếp bổ ra 10 kiếm, mới vừa rồi rốt cuộc đem này chảm đến tán loạn. Nhưng ở yến trường phong thở vào một hơi thời điểm, tâm đột nhiên căng thẳng, đồng tử bỗng nhiên sậu xúc. Chỉ thấy một đạo thân ảnh không biết khi nào, thế nhưng đã đi vào hắn trước người, đối với hắn hung hăng một trường ấn xuống dưới. ầm vang, yến trường phong nơi hư không toái diệt, trực tiếp nổ tung, mạnh mẽ lực lượng trực tiếp chân áp hướng yến trường phong, đem hắn thân mũi nhọn đều chấn hội. Cửu khúc huyết hà trực tiếp hỏng mất, chân ma lệnh sáng lên, kích phát ra hừng hực quang mang, tiến hành phòng ngự, nhưng là cũng răng rắc một tiếng, phòng ngự hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn mở ra, liền chân ma lệnh đều ánh sáng ảm đạm, thậm chí hiện ra một tia rất nhỏ vết dạn Oanh, mạnh mẽ lực đạo trực tiếp oanh ở yến trường phong thân thể chi, ngay sau đó, một đạo hừng hực kim sắc quang mang nở rộ. Thiên tầm kim linh thi y thần quang vạn đạo, kết thành phòng ngự, ngăn cản này vô bá đạo một trường. Nhưng, thiên tầm kim linh ti y tuy rằng phòng ngự năng lực kinh người, lại trung quy không phải chân chính tiên khí, như cô có bộ phận dự uy xuyên thấu phòng ngự, chân đánh ở yến trường phong thân, khiến cho yến trường phong bay tứ tung đi ra ngoài. Yến trường phong kêu lên một tiếng, khẩu khụ ra một vòi máu tươi, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch, nhưng lại bởi vì trước đây hạo nhiên chi khí không ngừng rèn luyện thân thể duyên cớ, khiến cho yến trường phong mà nay thân thể cường độ kinh người, này xuyên thấu thiên tầm kim linh ti y phòng ngự một chút lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, lại chưa đối yến trường phong tạo thành quá lớn tổn thương, chỉ là một chút vết thương nhẹ thôi. Yến Trường Phong ở nơi xa nhanh chóng ổn định thân hình, xoa xoa khóe miệng vết máu, tâm niệm vừa động, pháp lực phun trào, mới vừa rồi đã chịu thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, nhìn đầu bạc lão giả ánh mắt chi, lại là càng nhiều vài phần ngưng trọng cùng sát khí. Chương 1942, bị thương nặng. Nửa bước tiên phẩm phòng ngự bảo giáp, quả nhiên bất phàm, toàn bộ thứ chín vực đều không có vài món đi người thế nhưng có thể được đến một kiện. Bất quá, nửa bước tiên phẩm trung quy không phải tiên phẩm, mặc dù có thể ngăn trở ta tuyệt đại bộ phận lực lượng, lại trung quy không thể ngăn trở toàn bộ, người thế nhưng có thể ở ta một trường này hạ bình yên vô sự, thân thể chi cường đại, đảo cũng đáng đến làm người ngạc nhiên. Đầu bạc lão giả hai mắt híp lại, liếc mắt một cái liền nhìn ra yến trường phong trên người kia kiện sáng lên nguyễn giáp chính là nửa bước tiên phẩm phòng ngự bảo giáp, không khỏi trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Đồng thời, đối với Yến Trường Phong thân thể chi cường hãn, cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Yến Trường Phong vẫn chưa đáp lại, chỉ là con người giữa hàn quang hừng hực, sát ý như chiều. Hắn lại lần nữa ra tay, thức hải trung chân ngã đại đạo nở rộ ra vô lượng quang, các loại đại đạo chi lực điên cuồng phun trào, cửu trọng tu la ma vực bên trong các loại mặt trái cảm xúc kích động, nồng đậm tu la chi khí quay cuồng. Hắn lại lần nữa xuất kiếm, không hề cùng đối phương tiến hành ngạnh hám, bởi vì hắn đã cảm nhận được, lực lượng của đối phương, thắng dễ dàng quá hắn. Hắn lợi dụng tốc độ nhanh chóng ra tay, trồng lên uy thế, từng đạo kiếm quang tung hoành phi tiết, so với mới vừa rồi khí thế càng sâu. Nhất kiếm, hai kiếm, mười kiếm, trăm kiếm, ngàn kiếm, hai ngàn kiếm, toàn bộ hư không, kiếm quang dày đặc, từ các phương hướng bay vút, nơi xa tìm đến một ít thiên tài thấy như vậy một màn, tất cả đều kinh tủng bất an. Này đó kiếm quang, càng ngày càng cường đại, uy thế càng ngày càng kinh người, còn có chúng nó sở phát ra nhiếp nhân tâm phách đáng sợ mũi nhọn càng là làm người linh hồn rung động giống như phải bị xé rách giống nhau đầu bạc lão giả rõ ràng cảm nhận được yến trường phong uy thế ở điên cuồng kéo lên không khỏi sắc mặt hơi hơi biến hóa theo yến trường phong trồng lên kiếm quang càng ngày cũng nhiều hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được một tiêu uy hiếp hư muốn xúc thế đi xuống nào có đơn giản như vậy chết đầu bạc lão giả quát lạnh một tiếng hắn tốc độ so với yến trường phong còn muốn ẩn ẩn mạnh hơn một đường thân hình chợt lóe liền hướng tới yến trường phong bản tôn đè xuống đối này tiến hành cường thế chân sát lại như thế nào tùy ý yến trường phong cùng hắn chu toàn tiếp tục không ngừng trồng lên uy thế mạnh mẽ lực lượng oanh kích lại đây từng đạo kiếm quang nở rộ lại diệt phong yến trường phong tốc độ đã chịu đầu bạc lão giả kia lực lượng cường đại áp bách ảnh hưởng kiếm quang đột nhiên một đốn đầu bạc lão giả đại thủ phấp phới lực lượng cường đại quay cuồng chấn áp hướng yến trường phong phong tỏa yến trường phong né tránh đường nhỏ hoành đánh mà đi Yến Trường Phong không thể không lại lần nữa cùng với ngạnh hám, kia trồng lên tiếp cận hai ngàn kiếm kiếm quang chút xuống mà ra. ầm vang, đầu bạc lão giả sắc mặt tức khắc hơi hơi một lần, khóe mắt nhẹ nhảy, này một đạo kiếm quang, uy thế quá mức khủng bố, khí thế hung mãnh, sắc nhọn chi khí, làm người tuyệt vọng. Mạnh mẽ kiếm quang, ở hắn kia mạnh mẽ lực lượng trấn áp hạ, không ngừng dẫy ruộng. Thế nhưng suýt nữa bị này sinh sôi hướng thoát ra tới, chấn sát hướng hắn. Một sợi sắc nhọn chi khí phát ra ra tới, tước chặt đứt đầu bạc lão giả một sợi đầu bạc. Nhưng này đạo kiếm quang trung quy là không thể xúc tích đến mức tận cùng, Yến Trường Phong cùng đầu bạc lão giả chi gian tu vi cảnh giới, trung quy tranh lệch quá lớn, vẫn chưa có thể đi ngược chiều phạt thượng, bị kia mạnh mẽ lực lượng sinh sôi chân áp xuống dưới. Diệt, kia một sợi bị chặt đứt đầu bạc bay múa, đầu bạc lão giả biểu tình dữ tợt, lại lần nữa một trường áp lạc, khủng bố lực đạo mãnh liệt, nháy mắt oanh kích ở Yến Trường Phong trên người, đem Yến Trường Phong lại lần nữa đánh chúng bay tứ tung một ngụm trường huyết phi sái nhưng yến trường phong thân thể như cũ củng cố có thiên tầm kim linh ti y bảo hộ hơn nữa cường đại thân thể thừa nhận năng lực muốn dễ dàng oanh giết hắn thật sự không phải một việc dễ dàng nơi xa những cái đó bị nơi này cường đại chiến đấu động tính hấp dẫn mà đến thiên tri kiêu tử nhóm tất cả đều đồng tử co rút lại nhìn yến trường phong đầu bạc lão giả chi gian chiến đấu trái tim bang bang thẳng nhảy cảm thấy hồi hộp không thôi đặc biệt là đầu bạc lão giả mới vừa rồi một trường này sinh sôi chấn hội yến trường phong trên người vần quanh tuyệt thế mũi nhọn, khiến cho nơi xa quan vọng một ít thiên tài, thấy được yến trường phong thân hình cùng khuôn mặt, trong lòng càng là giật mình không thôi. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, như vậy một cái thực lực thông thiên, mạnh mẽ vô cùng người, thế nhưng như thế tuổi trẻ. Hảo cường thực lực, hắn là ai? Không ít người trong lòng không khỏi sinh ra như vậy một ý niệm tới. Cứ việc giờ phút này Yến Trường Phong cùng đầu bạc lão giả chiến đấu dừng ở Hạ Phong, nhưng hắn sở bày ra ra tới uy thế, cường đại mũi nhọn như cũng làm cho bọn họ kinh tùng đồng thời bọn họ trong lòng cũng rất là tò mò cái kia cùng yến trường phong giao thủ người lại là ai thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực hư còn bất tử người mệnh thật đúng là ngạnh đầu bạc lão giả thấy yến trường phong thế nhưng ở hắn như vậy thế công dưới như cũng chỉ là đã chịu một ít vết thương nhẹ không khỏi hư lạnh một tiếng thân hình chợt lóe liền nháy mắt gần sát đi lên lại lần nữa hung hăng một trường trấn sát xuống dưới một trường này uy thế càng sâu trưởng chỉ chi gian thần quang phát ra, lộng lẫy bắt mắt, một đám phù văn xuất hiện, rậm rạp, ngưng kết thành một cái đáng sợ quang ấn, giữa chất chứa khủng bố lực lượng. Quang minh thần ấn, chết, đầu bạc lão giả hét lớn một tiếng, một trường này áp rơi xuống, phạm vi vạn dặm không gian nước toạc, nơi xa quan vọng rất nhiều thiên tài kinh tùng. Một trường này, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nó cường đại, giữa sở chất chứa lực lượng, quá mức khủng bố. Tại đây một trường dưới, Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một ngưng, chân chính cảm nhận được tử vong nguy cơ. Nhưng hắn vẫn chưa hoảng loạn, hắn biểu tình trở nên dữ tợn lên, trên người đột nhiên tản mát ra một cổ vô cùng hơi thở nguy hiểm dao động. Thân thể giữa, kia một sợi lớn mạnh rất nhiều lần thần bí hơi thở, bay nhanh đi qua. Chết, trưởng diệt, yến trường phong khóe môi treo lên một sợi đỏ bừng vết máu, biểu tình dữ tợn, đại sất một tiếng, bỗng nhiên một trưởng hướng tới đầu bạc lão giả đối oanh qua đi. Hắn huyết phát bay múa, màu đỏ tươi con người giữa, tràn đầy lạnh băng sát khí. Một trường này, hắn vận dụng trong cơ thể kia nói thần bí lực lượng. Thông qua chết tiên quyết vì nhịp cầu, thôi phát trong cơ thể bắt được thần bí lực lượng, bày ra ra tới uy năng vượt quá tưởng tượng cường đại. Không biết sống chết, thấy Yến Trường Phong thế nhưng cũng nâng lên đi lên, muốn cùng hắn ngạnh hám, đầu bạc lão giả khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhưng ngay sau đó, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm lại là đột nhiên nổi lên đầu bạc lão giả trong lòng, khiến cho thân thể hắn đều không khỏi nháy mắt cứng đờ, cả người hãn mau lập tức đứng chổng ngược lên. Một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng xuất hiện, khiến cho đầu bạc lão giả sờn tóc gáy. Hắn sắc mặt đại biến, quang minh thần ấn cùng yến trường phong kích phát ra tới trong suốt trường ấn hung hăng va chạm ở bên nhau, tức khắc chi gian, lực lượng cường đại bùng nổ, đầu bạc lão giả toàn thân chấn động, liền nhìn đến kia quang minh thần ấn, kia vô lượng thần quang nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Hai người nơi bốn phía không gian, một tầng tầng sụp đổ đứt gãy, như là hóa thành vĩnh hằng hắc ám. Trong suốt trường ấn, uy thế vô biên, ngắn ngủi rằng có lúc sau, liền đem kia quang minh thần ấn chấn hội, mạnh mẽ lực lượng mãnh liệt. Đầu bạc lão giả cả người mãnh chấn, theo sau cả người hóa thành một đạo lưu quang đảo bắn đi ra ngoài, đầy đầu đầu bạc lăng loạn, bị hắn há mồm phun ra mồm to máu tươi nhiễm hồng. Chương 1943, chân chính thực lực. Đầu bạc lão giả thân hình bay ngược, trong miệng trào ra mồm to máu tươi, trên người quần áo đều hóa thành mảnh nhỏ theo sau mai một. Yến Trường Phong đánh ra kia trong suốt trường ấn, đánh tan đầu bạc lão giả kia cường đại vô cùng một trường, đè nặng đầu bạc lão giả một đường bay nhanh, ven đường hư không toàn bộ mai một, một mảnh đen nhánh. Thế giới như là tại đây một khắc mất đi thanh âm, thiên địa biến thành hắc bạch nhị sắc, tái nhật hư không, nồng đậm rực rỡ hiện ra một cái nhìn thấy ghê người màu đen đường cong. Phốc, đầu bạc lão giả lại lần nữa trong miệng phun ra mồm to máu tươi, thân hình chật vật bất kham. Hắn song trưởng chống kia cường đại trong suốt đại thủ ấn, đôi tay không ngừng niết pháp, khóe miệng buông xuống máu tươi, thân thể ở kia trong suốt trường ấn áp bách hà không ngừng nứt toạc, nở rộ ra từng đạo kim quang. Đột nhiên chi gian, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đầy đầu lăng loạn bị máu tươi lây dính đầu bạc căn căn dựng thẳng lên, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí thế phóng lên cao. Này trên người kia loang lổ vết giản, nở rộ kim mang đồng thời, có một cổ mạnh mẽ huyết khí mãnh liệt ra tới, ngưng tụ thành một cái thần bí mà thô bạo huyết sắc phù văn, khiến cho đầu bạc lão giả cả người khí thế đại trướng. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới chân chính bày ra ra bản thân chân chính thực lực. Theo này cổ huyết khí phát ra, đầu bạc lão giả cả người hơi thở nháy mắt lớn mạnh mấy lần, hắn hét lớn một tiếng, song trưởng liên tục huy động, hoành đánh kia trong suốt trưởng ấn, liên tiếp oanh kích ước chừng mấy chục thượng trăm trưởng, rốt cuộc đem kia trong suốt trưởng ấn uy lực triệt tiêu. Ầm vang, thân thể hắn đâm tiến một tòa cự nhạc bên trong, đem kia cự nhạc đâm cho phi hôi yên diệt, toàn bộ thiên địa đều chấn động lay động, giống như muốn hủy diệt giống nhau. Một màn này làm nơi xa quan vọng rất nhiều thiên tài mỗi người kinh tủng không thôi, nhìn trong hư không kia nói thô to, kéo dài mấy chục vạn dặm đen nhánh lỗ trống, tất cả mọi người trái tim kinh hoàng, cả người mau phát đều dựng đứng lên, trong ánh mắt sôi nổi hiện ra kinh sợ chi sắc. Yến Trường Phong một trường này, uy lực thật sự quá mức khủng bố, căn bản không phải hắn trước mắt cái này cảnh giới có khả năng nắm giữ lực lượng. Một trường này giữa, sở chất chứa lực lượng, quá mức khủng bố, làm người tuyệt vọng. Đầu bạc lão giả hiển nhiên cũng không có dự đoán được, yến trường phong trong cơ thể thế nhưng ẩn chứa như thế mạnh mẽ lực lượng thế nhưng đem hắn công kích đều trực tiếp đánh tan hơn nữa đem hắn đánh trúng trọng thương nếu không có hắn bản thân thực lực mạnh mẽ mới vừa rồi chỉ sợ đã ngã xuống ở yến trường phong một trường này dưới oanh hắn từ mặt đất kích bắn lên xông lên hư không cả người từng đạo huyết khí hướng đáng ngưng tụ thành một cái huyết sắc phù văn dấu vết ở ấn đường chi gian hắn trên người kia bị đánh nứt vết dạn ở một chút khép lại nhưng là khép lại lại rất thong thả trên người hơi thở tuy rằng bởi vì thi triển ra áp đế dương bí pháp mà cường thịnh, nhưng là hơi thở lại không phải thực ổn định. Giờ phút này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, con người giữa trừ bỏ khiếp sợ, không thể tưởng tượng bên ngoài, càng có rất nhiều phẫn nộ, còn có sát khí. Hắn đã nhớ không được chính mình đến tột cùng có bao nhiêu năm chưa từng bị thương, cũng đã nhớ không được có bao nhiêu năm chưa từng ra tay cùng người chiến đấu kịch liệt, nhớ rõ thượng một lần gặp thương thế, gặp được tình hình nguy hiểm, vẫn là ở ngày xưa thần giới đại chiến là lúc khi đó, thần giới đại loạn, tam phương từng người vì doanh, hắn vì ma giới một phương, chiến quá nhiều ít cường giả, giết qua nhiều ít lợi hại nhân vật. Ở kia chàng đại chiến bên trong, hắn lộc chiến bát phương, đi theo lục thiên, trải qua vô số lần giết chóc, cửu tử nhất sinh còn sống. Từ kia về sau, hắn liền không còn có xuất thủ qua, cũng không còn có chịu quá thương. Mà hiện tại, hắn thế nhưng bị như vậy một người tuổi trẻ tiểu bối, trọng thương thành như vậy bộ dáng, bị Yến Trường Phong một trường này, làm cho như thế chi chật vật, thậm chí suýt nữa bỏ mạng. Lần này bị thương, như là câu động hắn năm rồi hồi ức, càng là câu động hắn trong lòng kia đã tịch mịch vô số năm tháng thị huyết bổn tính. Sát, đầu bạc lão giả ấn đường cái kia huyết sắc phù văn càng thêm tươi đẹp bắt mắt, hắn hai mắt hiện ra từng đạo huyết quang, sát niệm như chiều. Ngươi, đáng chết, đầu bạc lão giả thanh âm trầm thấp, thậm chí không màng thân thể nứt toạc, chưa khép lại, hắn thân hình chợt lóe, liền hướng tới Yến Trường Phong lại lần nữa phát sát đi lên. Hắn trong ánh mắt, không có bất luận cái gì lui khiếp, có chỉ là lạnh nhạt cùng sát khí. Yến Trường Phong thấy thế cũng không khỏi trong lòng kinh dị, không nghĩ tới đối phương cùng hắn kia thần bí lực lượng ngưng tụ mà thành trưởng ấn ngạnh hám một trường, thế nhưng bất tử, hơn nữa thế nhưng còn dám như vậy cường thế bá đạo, không màng thương thế chiều hắn sung phong liều chết lại đây. Dựa theo lẽ thường, đối phương bị hắn kia nói thần bí lực lượng ngưng tụ thành trưởng ấn đánh cho trọng thương, suýt nữa ngã xuống, giờ phút này vô luận như thế nào cũng nên đối hắn sinh ra một ít kiêng kỵ mới đúng, không có khả năng như vậy lỗ mãng trực tiếp xung phong liều chết đi lên. Đối phương, chẳng lẽ không sợ hắn lại lần nữa thi triển mới vừa rồi như vậy thủ đoạn sao? Chết, không dùng yến trường phong nghĩ nhiều, đầu bạc lão giả đã lao xuống tới, giơ tay chi gian, một cổ mạnh mẽ lực lượng mãnh liệt tới. Yến trường phong ánh mắt lập lè, kia chết trường diệt chỉ có thể thi triển một lần, một lần thi triển, liền đã đem trong cơ thể kia nói thần bí lực lượng hoàn toàn tiêu hao, cho nên hiện tại hắn căn bản không có khả năng ở thi triển ra như vậy một trường tới cũng may kia một trường tuy rằng không có thể trực tiếp chấn sát đầu bạc lão giả nhưng lại cũng đem này bị thương nặng giờ phút này đối phương không màng thương thế đánh tới tuy rằng nhìn như khí thế hung ác so với phía trước còn mạnh hơn thịnh một ít nhưng là trên thực tế lại phi như thế gặp yến trường phong chết trưởng diệt một kích bất tử liền đã là đối phương thực lực cao thâm đã chịu như vậy bị thương nặng thực lực lại sao có thể không chịu ảnh hưởng bởi vậy đối phương nhìn như cường thế, uy thế càng sâu, nhưng trên thực tế, này lại chỉ là biểu tượng thôi, bất quá là đối phương cố ý như thế, kinh sợ Yến Trường Phong, muốn làm Yến Trường Phong trong lòng sợ hãi, do đó không chế chiến cuộc. Nhưng Yến Trường Phong cũng đều không phải là nhà ấm trung trưởng thành đóa hoa, hắn có thể giống như nay thực lực, chính là từ thây sơn biển máu trung đi ra, ở vô số chiến đấu, vô tận giết chóc bên trong đi bước một trưởng thành, lớn mạnh. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, chiến đấu ý thức, tuyệt đối không kém chỉ là hơi chút kinh ngạc, liền lập tức hiểu ra lại đây, lập tức ánh mắt dùng mình, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, trong tay tu la kiếm vừa lật, giơ tay đó là nhất kiếm bổ ra. Suy lạp, sáng lạn kiếm quang hoa lệ côi Mỹ đồng thời, càng mang theo đáng sợ sát khí. Kia chết trưởng diệt, uy lực tuy rằng cường đại, nhưng là tiêu hao lại là Yến Trường Phong trong cơ thể tích lũy đã lâu kia nói thần bí lực lượng, đối hắn pháp lực, đại đạo chi lực chờ căn bản không có tiêu hao. Cho nên hắn hiện tại trạng thái như cũ thật tốt, chưa bỏ không thể lại lần nữa thi triển kia chết trưởng diệt ở ngoài không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giang giác đầu bạc lão giả đầu bạc sớm bị máu tươi ô nhiễm nhưng lại vì hắn càng thêm vài phần uy thế cùng với sát khí hắn hai mắt lạnh băng sát ý xưa nay chưa từng có tăng vọt nháy mắt phi đến thấy yến trường phong lại là như vậy mau làm ra phản ứng giơ tay liền chiều hắn nhất kiếm bổ tới không khỏi ánh mắt lóe lóe theo sau đôi tay đi phía trước tìm tòi một chảo ngưng tụ pháp lực đại thủ thế nhưng sinh sôi đem kia nói mạnh mẽ kiếm quang bắt bỏ vào trong tay, theo sau hung hăng nhéo, liền đem này nhiết dập nát. chương 1944, đầu bạc 3.000 trường. Đầu bạc lão giả tuy rằng gặp bị thương nặng, nhưng là thực lực như cố kinh người, đặc biệt là hắn hiện tại thi triển ra áp đế dương bí pháp, uy thế càng là khủng bố vô cùng, thế nhưng sinh sôi đem yến trường phong kia đạo kiếm quang bắt lấy sau đó bóp nát. Loại này thủ đoạn, thật sự quá mức đáng sợ. Yến Trường Phong thấy thế cũng không khỏi sắc mặt hơi hơi một lần, Đối phương thủ đoạn, ra ngoài hắn dự kiến cường. Nếu là trước đây đối phương ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, thi triển ra cửa này cường đại bí pháp, lấy này đỉnh tư thái đối hắn ra tay, Yến Trường Phong thậm chí hoài nghi hắn kia chết trưởng diệt kia một kích hay không có thể đem này bị thương nặng. Trên thực tế cũng đích xác như thế, chết trưởng diệt tuy rằng cường đại, nhưng trước mắt cái này đầu bạc lão giả đồng dạng không phải hời hợt hạng người. Lấy thực lực của hắn, nếu là ngay từ đầu liền toàn lực ra tay, chết trưởng diệt chưa chắc có thể đem hắn trọng thương mới vừa rồi kia một trường, sở dĩ có thể đem này bị thương nặng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân muốn quy tội đối phương đối hắn coi khinh. Hưu, Yến Trường Phong trong lòng ý niệm quay nhanh, thân hình lập lòe, cũng không cùng đối phương ngạnh hám. Mặc dù đối phương hiện tại bị thương không nhẹ, nhưng là này thi triển ra chân chính thực lực lúc sau, kéo này trọng thương thân thể, sở bày ra ra tới uy thế, như cũng không phải Yến Trường Phong có thể ngạnh hám. Yến Trường Phong không ngừng du tẩu, né tránh, thường thường bổ ra nhất kiếm, không ngừng trồng lên uy thế. Oanh, hắn nơi hư không ầm ầm vỡ vụt, vẫn luôn đại thủ hung hăng áp rơi xuống, đem hắn nơi hư không ép tới sụp đổ. Một cổ lực lượng cường đại khí lãng đem Yến Trường Phong đẩy đi ra ngoài, Yến Trường Phong thừa cơ nhất kiếm hung hăng bổ ra, chém về phía đầu bạc lão giả. Hư, đầu bạc lão giả hừ lạnh một tiếng, đầu bạc ba nghìn trượng, một trượng một sát khí. Từng cây đầu bạc, căn căn trong suốt, giống như từng con xúc tua, hướng tới Yến Trường Phong kiếm quang quấn quanh đi lên suy lạp kiếm quang sắc nhọn chi khí phát ra từng cây đầu bạc bị chặt đứt nhưng là lại nháy mắt trọng sinh cuối cùng gắt gao đem kiếm quang quấn quanh trụ tiếp theo hung hăng một rảo đem kiếm quang rảo diệt ta đã rất nhiều năm chưa từng chịu quá thương hôm nay ngươi dám thương ta chú định khó có thể chết ra. đầu bạc lão giả lãnh u u địa đạo sát khí vô hạn hắn kia một đầu tóc dài ngưng tụ ở bên nhau hóa thành một con đại thủ nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài hướng tới yến trường phong bắt lại đây Yến Trường Phong không ngừng ra tay, bổ ra từng đạo kiếm quang, lại đều bị kia đầu bạc hết thảy giảo diệt. Hắn kia một đầu đầu bạc, không giống tầm thường cứng cỏi, như là đầu bạc lão giả bản mạng pháp bảo giống nhau. Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, không nghĩ tới đầu bạc lão giả thực lực thế nhưng cường hãn tới rồi tình trạng này, rõ ràng đều đã gặp bị thương nặng, thế nhưng còn có như vậy uy thế, thực lực thế nhưng vẫn là như thế đáng sợ. Nếu là ta trước đây ngộ đạo chưa từng gián đoạn, đem kia vạn vật hô hấp pháp hoàn toàn hiểu được, muốn sát người này có lẽ đều chỉ là phiên tay chi gian. Yến Trường Phong biểu tình âm trầm, trong mắt ánh mắt lập lòe. Bất quá, cũng may ta cuối cùng vẫn là kiệt lực bảo lưu lại bộ phận lĩnh ngộ, nhưng, mới vừa rồi bị mạnh mẽ gián đoạn ngộ đạo, gặp nhất định phản phệ, này bị bảo lưu lại tới một bộ phận hiểu được, cũng yêu cầu tiến thêm một bước tiêu hóa, mới có thể đủ đem này bộ phận hiểu được hoàn toàn nắm giữ, thông hiểu đạo lý, phát huy uy lực. Người này thực lực cao thâm, lấy ta hiện tại trạng thái, mặc dù hắn đã gặp trọng thương, muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ, ta đã dò xét ra hắn chân chính thực lực, mục đích đã đạt tới, đãi ta đem vạn vật hô hấp pháp bộ phận hiểu được hoàn toàn thông hiểu đạo lý, lại đến chảm hắn không muộn. Một cái chớp mắt chi gian, Yến Trường Phong trong đầu ý niệm phân dũng, trong lòng đã sinh ra lưu ý. Đều không phải là là sợ hãi, mà là hắn biết, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, cũng khó có kết quả. Trừ phi, hắn vận dụng trên người mặt khác những cái đó át chủ bài, tỉ như bất diệt kiếm khí, cùng với hồng mông cổ ngọc chờ thủ đoạn. Nhưng này đó đều là hắn bảo mệnh thủ đoạn, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không nghĩ vận dụng. Huống chi, hắn chỉ cần chờ một lát một ít thời gian, liền có hy vọng dựa vào lực lượng của chính mình đem này chân sát. Niệm cho đến này, Yến Trường Phong đã làm quyết định, hắn thân hình không ngừng đảo lược, những cái đó tóc dài sở bệnh thành đại thủ không ngừng sinh trưởng Hướng tới hắn chảo nhiếp xuống dưới, Yến Trường Phong trong tay tu la kiếm nhanh chóng múa may, tốc độ kỳ mau, đã vô pháp thấy rõ hắn động tác, chỉ có từng đạo kiếm quang phát ra, không ngừng cùng kia đại thủ va chạm. Thời gian áo nghĩa, trục xuất, đường kéo ra nhất định khoảng cách lúc sau, Yến Trường Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, đối với kia bắt xuống dưới đầu bạc đại thủ thi triển ra thời gian áo nghĩa trục xuất, kia bắt xuống dưới đầu bạc đại thủ thế nhưng nhanh chóng bay trở về. Lão thất phu, hôm nay chi chiến liền tạm thời dừng ở đây, ngày sau lại đến lấy người cái đầu trên cổ. Yến Trường Phong quát lạnh một tiếng, ở cửu trọng tu la ma vực trạng thái dưới hắn, tốc độ mau đến mức tận cùng, lời còn chưa dứt, người đã biến mất không thấy. Mơ tưởng đi, đầu bạc lão giả thấy thế sắc mặt biến đổi, đang muốn đuổi giết đi xuống, lại đột nhiên thân thể chấn động, kêu lên một tiếng, há mồm khụ ra một ngụm máu tươi, giữa thậm chí có vỡ vụn nội tạng mảnh nhỏ. Mới vừa rồi yến trường phong kia một trường, làm hắn sở gặp bị thương nặng thật sự quá nghiêm trọng, nếu không có hắn bản thân tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, mạnh mẽ ngăn chặn thương thế, căn bản không có khả năng còn cùng Yến Trường Phong chiến đấu thời gian dài như vậy. Hắn sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch, nhìn Yến Trường Phong rời đi phương hướng, sắc mặt khó coi, vẫn chưa lại truy kích đi xuống, đôi tay liên tục niết pháp, từng đạo vô lượng quang nở rộ, đem thương thế lại lần nữa áp chế. Hắn thở sâu, nhìn Yến Trường Phong rời đi phương hướng, ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh băng đến xương. Một cái tiểu bối, thế nhưng làm hắn bị thương như thế nghiêm trọng, thật sự đáng giận. Theo sau, hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua nơi xa bị hắn cùng Yến Trường Phong chiến đấu động tĩnh hấp dẫn lại đây rất nhiều thiên tài, ánh mắt hơi hơi lập lè, nhưng lại trung quy vẫn chưa ra tay đưa bọn họ diệt sát. Hắn lạnh lùng công đạo một câu, tiến vào vùng sát cổng thành lúc sau chân chính thông thiên chi lộ yêu cầu lúc sau, liền hóa thành một đạo bạch quang, nhảy vào vùng sát cổng thành bên trong biến mất không thấy. Hắn, hắn là vùng sát cổng thành thủ quan người, mà thẳng đến giờ phút này, những cái đó mới vừa rồi bị yến trường phong cùng đầu bạc lão giả chiến đấu động tĩnh hấp dẫn lại đây rất nhiều thiên tài mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ chi sắc cái này đầu bạc lão giả thế nhưng là tòa thành này quan thủ quan người mới vừa rồi cái kia người trẻ tuổi cũng dám cùng thông thiên chi trên đường vùng sát cổng thành thủ quan người giao thủ lại còn có bị thương nặng vùng sát cổng thành thủ quan người thong rong mà đi người kia là ai mọi người trong lòng đều kinh hãi không thôi ánh mắt lập lòe Bọn họ tự nhận là cũng là một phương thiên tài, tung hoành một phương, nhưng là giờ phút này, nghĩ đến mới vừa rồi Yến Trường Phong cùng đầu bạc lão giả chiến đấu kịch liệt sở bày ra ra tới đáng sợ thực lực, khiến cho bọn họ không khỏi cảm xúc hạ xuống. Bọn họ, thật là thiên tài sao? Nếu nói, bọn họ là thiên tài, như vậy cái kia thoạt nhìn so với bọn hắn còn muốn tuổi trẻ đến nhiều, nhưng thực lực lại xa thắng bọn họ người kia, lại là cái gì? Còn không có chân chính tiến vào thông thiên chi lộ, không nghĩ tới cũng đã nhìn thấy như thế cường đại nhân vật, như thế kinh diễm thiên tài. Thông thiên chi lộ, thật sự như vậy khủng bố sao? chương 1945, báo thù, Yến Trường Phong xa độn mà đi, ở một mảnh hoang vắng đồi núi dừng lại, theo sau hắn thân hình chợt lóe hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy, lại là tiến vào tới rồi linh võ giới chung. Hắn lập tức đi vào một tòa thời gian đại trận bên trong, lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tiêu hóa trước đây ngộ đạo bị gián đoạn, bị hắn cực lực bảo lưu lại tới bộ phận hiểu được. Hắn ánh mắt lành lạnh, lần này ngộ đạo, với hắn mà nói là một cái thật lớn cơ duyên, kết quả lại bị kia thông thiên chi lộ thủ quan người mạnh mẽ gián đoạn, này thu này oán, không chém đối phương, Yến Trường Phong lại như thế nào sẽ bỏ qua. Bất quá đối phương tu vi cao thâm, thực lực cường đại, mặc dù là hắn mới vừa rồi, vận dụng trong cơ thể kia một đạo thần bí lực lượng, còn chỉ là đem này bị thương nặng, không thể đem này chém giết, muốn chém giết đối phương, lại phi chuyện dễ, tiếp tục dây dưa đi xuống, cũng sẽ không có kết quả, cho nên hắn mới trước tiên lui trở về, tính toán trước đem trước đây ngộ đạo sở bảo lưu lại tới kia một bộ phận về vạn vật hô hấp pháp hiểu được tiêu hóa, hoàn toàn dung hối nối liền lại đi tìm người này báo thù. Dù sao trước đây, hắn đã bị thương nặng đối phương, lấy đối phương thương thế, trong khoảng thời gian ngắn, nhất định vô pháp khỏi hẳn, chờ đến hắn đem kia bộ phận vạn vật hô hấp pháp hiểu được hoàn toàn tiêu hóa, dung hối nối liền, đến lúc đó nhất định thực lực đại trướng, lại sát tới cửa đi, giết hắn cái trở tay không kịp. Các đại phân thân cũng đều hiện thân, cùng Yến Trường Phong ngồi vây quanh ở bên nhau, cộng đồng tiêu hóa trước đây đoạt được hiểu được. Bọn họ tâm ý tương thông, từng người lĩnh ngộ, có thể nháy mắt dung hợp ở bên nhau, đại đại nhanh hơn tiêu hóa dung hợp này bộ phận hiểu được tốc độ, ngắn lại thời gian. Vạn vật hô hấp pháp, thiên địa vạn vật đều có sinh mệnh, đều có hô hấp, thế gian lực lượng cũng không ngoại lệ. Yến Trường Phong cùng với tám đại phân thân trên người tất cả đều trào ra từng miếng thần bí phù văn, hơn nữa có từng luồng lực lượng hơi thở vần quanh, bên tai toàn dâng lên từng đạo rõ ràng tiếng hít thở, còn giống như đồng tâm nhảy giống nhau thanh âm. Trong đầu trở nên một mảnh trong vắt, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy chính mình như là ở vào thế gian lực lượng trung tâm, từng điều lực lượng mạch lạc đan chéo, từng điều lực lượng vận hành quỹ đạo, ở hắn trong lòng hiện lên, tạo thành một vài bức kỳ dị bức họa cuộn tròn. Yến Trường Phong cùng với tám đại phân thân chung quanh, sở tụ tập vần quanh các loại lực lượng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, hóa thành từng luồng cơn lốc, vần quanh ở bọn họ bên người, đưa bọn họ bao phủ đi vào. Ngoan ngoán, hắn ở tu luyện cái gì pháp, thế nhưng dẫn phát huy thế như thế, trong thiên địa lực lượng, đều như là tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau, hướng tới hắn mãnh liệt lại đây. Linh võ giới chung, bị Yến Trường Phong nuôi thả tia chấp điều kinh hô, một đôi tròn trịa đôi mắt chừng đến đại đại. Nó rõ ràng cảm nhận được, Yến Trường Phong hơi thở thế nhưng như là hoàn toàn cùng thiên địa chi gian lực lượng dung hợp. Thời gian đại trận chung, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, đó là 10 năm qua đi. Gần chỉ là tiêu hóa trước đây Ngộ đạo sở bảo lưu lại tới kia một bộ phận nhỏ lĩnh ngộ thôi, thế nhưng chính là 10 năm thời gian. Nhưng thời gian đại trận chung 10 năm, ngoại giới lại bất quá vội vàng 10 ngày. Mà một ngày này, Yến Trường Phong cùng tám đại phân thân, đồng thời mở hai mắt. Ở bọn họ con người giữa, ánh sao thất lộ trong mắt có từng luồng lực lượng cường đại di động. Thực hảo, trước đây ngộ đạo sở bảo lưu lại tới này tiểu bộ phận hiểu được, rốt cuộc hoàn toàn dung hợp, tiêu hóa, nắm giữ. Ta cảm giác được, ta đối lực lượng khống chế, đã đạt tới một cái hoàn toàn mới trình tự, vạn vật hô hấp pháp, cũng rốt cuộc xem như chân chính đăng đường nhập thất, hiện giờ ta một cái ý niệm, phạm vi vạn giảm trong vòng thiên địa lực lượng, đều có thể vì ta vì ta sử dụng. Thậm chí, đối địch nhân trong cơ thể lực lượng quấy nhiễu, ảnh hưởng, cũng sẽ lớn hơn nữa, nếu là thực lực không đủ cường đại, ta thậm chí có thể một cái ý niệm liền kíp nổ đối phương trong cơ thể chi lực lượng. Giờ phút này này vạn vật hô hấp pháp, sở có được uy lực càng là cường đại, liền càng là làm người đau lòng, ta hiện giờ sở nắm giữ, bất quá là ngày đó mộ đạo đoạt được hiểu được một hai phần người. Nếu là ngày đó, ta thuận lợi hoàn thành toàn bộ mộ đạo quá trình, ta vạn vật hô hấp pháp, lại nên cường đại đến tình trạng gì? Là thời điểm, đi báo thù, 10 ngày thời gian, nói vậy hắn ngày đó sở gặp thương thế còn xa xa không có khôi phục, hừ, dám can đảm đoạn ta cơ duyên, ta làm ngươi chết không có chỗ chôn Yến Trường Phong trên người lao ra một cổ mãnh liệt sát khí, loạn phát phi dương, hắn thân hình chợt lóe liền ra linh võ giới. Yến Trường Phong sát khí ngập trời, chưa từng có ăn qua lớn như vậy mệt, hiện giờ vạn vật hô hấp pháp được đến tinh tiến, khiến cho thực lực của hắn đại trướng, xuất quan việc đầu tiên, đó là báo thủ, cho hả giận. Từ linh võ giới ra tới lúc sau, Yến Trường Phong liền lập tức hướng tới thông thiên chi lộ lối vào kia tòa vùng sát cổng thành mà đi. Oanh, liền ở Yến Trường Phong một đường bay nhanh thời điểm, đột nhiên, có một cổ mạnh mẽ lực lượng, chiều hắn oanh giết qua tới. Yến Trường Phong con người giữ hiện lên một tia cười lạnh, ở kia cổ mạnh mẽ lực lượng thượng ở ấp ủ, còn không có tập giết qua tới thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được. Hiện tại hắn, vạn vật hô hấp pháp càng tiến thêm một bước sau, đối với lực lượng cảm ứng, phá lệ rõ ràng. Phạm vi vạn dặm trong vòng, bất luận cái gì có điểm gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hắn, căn bản không cần cố tình chú ý lưu ý. Kia giữa trời đất tự do lực lượng, liền giống như một đám người mang tin tức, đem chung quanh hết thảy phản hồi cho hắn, mặc dù là đối phương che giấu thủ đoạn lại cao minh, đều không thể giấu đến quá hắn, quả thực so thần thức, còn muốn phương tiện. Này liền ý nghĩa, mai phục tập kích, đối Yến Trường Phong đã căn bản không có khả năng hiệu quả. Yến Trường Phong chỉ là nhàn nhạt đảo qua kia cổ mạnh mẽ lực lượng oanh giết qua tới phương hướng, rõ ràng vô hình lực lượng, lại ở trong mắt hắn rõ ràng hiện ra hình thể, mặt trên từng điều người ngoài nhìn không thấy thần bí mạch lạc di động, còn có này vận hành quỹ đạo. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, bốn phía thiên địa chi lực điên cuồng kích động, hóa thành một mặt lực lượng hộ thuẫn, che ở Yến Trường Phong trước mặt, cực kỳ rắn chắc, so với này phiến hư không đều còn muốn kiên cố đến nhiều. Cái gì, kia giấu ở âm thầm, đối Yến Trường Phong khởi sướng đánh lén sinh linh thấy thế, tức khắc lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới yến trường phong thủ đoạn thế nhưng như thế cao minh thực lực như vậy lợi hại thế nhưng như vậy dễ dàng liền chặn hắn tập sát hắn thân hình chợt lóe hóa thành một đạo thần hồng cầm trong tay một cây trường thương hướng tới yến trường phong chạy như bay mà đến đinh sát yến trường phong ấn đường nơi nào tới a miêu a cầu yến trường phong khẽ quát một tiếng ánh mắt một thịnh phía sau tóc đen vọt lên trong suốt nguyệt bạch bào di động nhìn kia sung phong liều chết lại đây tồn tại bất động như núi Giống như căn bản không có nhìn đến đối phương tập kích. Nhưng kia tập sát mà đến thanh niên, ở vào tới Yến Trường Phong phụ cận thời điểm, lại là đột nhiên sắc mặt biến đổi, thân hình kịch liệt run rẩy lên. Ở trong thân thể hắn, pháp lực phun trào, đầu đá lung tung, quỷ dị mất khống chế. Hắn cực lực áp chế, thế nhưng đều áp chế không được. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Kia thanh niên trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, nhìn vẻ mặt đạm nhiên, mang theo vài phần châm biếm Yến Trường Phong, trong lòng nháy mắt hiểu được là chuyện như thế nào. Yến Trường Phong lại không có đáp lại hắn, nhàn nhạt, nhạt miệt hắn liếc mắt một cái, cất bước mà đi. Trường 1946, tuyệt đối khống chế. Oanh, ngay sau đó, thanh niên thân thể ầm ầm nổ tung, phiến phiến huyết phú mưa to, từng luồng huyết chi tinh khí nhằm phía Yến Trường Phong, kia đoàn đại đạo quang đoàn, cũng chủ động hướng tới Yến Trường Phong phi bắn mà đến, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong trong cơ thể, theo sau bị Yến Trường Phong thức hải trung chân ngã đại đạo hấp dẫn thôn phệ. Xa xôi chỗ, có mấy cái mặt khác thiên tài vừa lúc thấy được một màn này, không khỏi sôi nổi đồng tử co rụt lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Bọn họ nguyên bản cũng hướng tới vùng sát cổng thành phương hướng mà đi, nhưng là giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong cũng hướng tới vùng sát cổng thành nơi phương hướng mà đi, không khỏi sôi nổi dừng bước. Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, ngày đó kia tòa cao ngất vùng sát cổng thành đã lại lần nữa hiện lên ở trong mắt hắn. Ầm vang, ở kia cao ngất vùng sát cổng thành phía trước, chính phát sinh một hồi kịch liệt đại hỗn chiến, đông đảo thiên tài ra sức chém giết, muốn lấy mặt khác thiên tài huyết, ngừng tụ thông hành lệnh. Giờ phút này, đại chiến hiển nhiên là vừa bắt đầu không lâu, chiến trường bên trong nhân số không ít, ước chừng còn dư lại bảy tám chục người. Yến trường phong đặc không tới, làm lơ trước mắt kia phiến hỗn loạn chiến trường, trực tiếp cất bước tiến lên. Hắn chủ động tới gần kia hỗn loạn chiến trường, chiến trường bên trong mọi người, lại sao lại thủ hạ lưu tình, các loại cường đại cổ pháp đều bắn bắn lại đây, nhưng lại một chút vô pháp thương đến yến trường phong mảy may. Kia chiến trường bên trong, phát thiết ra tới các loại lực lượng, thế nhưng sôi nổi hướng tới yến trường phong hội tụ, bị yến trường phong điều tiết khống chế. Các ngươi, chắn ta lộ, yến trường phong bình tĩnh cất bước tiến lên, làm lơ trước mắt hỗn loạn chiến cuộc, nhàn nhạt, nhạt lời nói truyền khai, nhưng là lại có một loại nói không nên lời nhiếp nhân khí thế. Hắn tại đây hỗn loạn chiến trường chung đi qua, nơi đi qua, bên người những cái đó đang ở đánh nhau kịch liệt thiên tài thế nhưng sôi nổi ly kỳ tự bạo hóa thành phiến phiến huyết vũ kia tự bạo dẫn phát mãnh liệt lực lượng phong ba thổi quét tứ phương đem mặt khác tham chiến thiên tài sốc phi lại chỉ có yến trường phong ở gió lốc trung đi trước đã xảy ra cái gì mọi người sôi nổi kinh tùng đại chiến dần dần an tĩnh xuống dưới tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng yến trường phong nhìn yến trường phong trong ánh mắt ánh sao lập lòe đúng là bởi vì yến trường phong bước vào những người đó mới một người tiếp một người, Ly Kỳ tự bảo. Ngươi là ai? Đây là chúng ta khảo hạch, người muốn khảo hạch, đạt được thông hành lệnh, còn thỉnh sau đó. Có người nhìn Yến Trường Phong mở miệng nói, thông hành lệnh, Yến Trường Phong châm biếm một tiếng, theo sau ngữ khí sâu kín nói, hôm nay lúc sau, tiến vào thông thiên chi lộ, không hề yêu cầu thông hành lệnh. Ân, nghe được Yến Trường Phong nói, ở đây tất cả mọi người là sửng sốt, không minh bạch Yến Trường Phong có ý tứ gì nhưng yến trường phong lại cũng hoàn toàn không cùng bọn họ giải thích hắn vẫn chưa đem trước mắt này đó cái gọi là thiên tài để vào mắt hắn tới nơi này cuối cùng mục đích chỉ có một đó chính là chém giết này quan thủ quan người lão thất phu ra tới một trận chiến yến trường phong hướng về phía vùng sát cổng thành hét lớn một tiếng làm ở đây sở hữu thiên tài sôi nổi tinh tùng nhìn yến trường phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng yến trường phong thế nhưng đối với vùng sát cổng thành hét lớn này trong miệng lão thất phu trừ bỏ kia vùng sát cổng thành thủ quan người, còn có thể là ai? Hắn, thế nhưng muốn khiêu chiến vùng sát cổng thành thủ quan người. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Mọi người nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt giống như là đang xem đãi một cái kẻ điên. Thông Thiên Chi Lộ thủ quan người, tu vi có bao nhiêu cao thâm, thực lực có bao nhiêu cường đại, không cần tưởng cũng có thể minh bạch. Suốt cuộc, Thông Thiên Chi Lộ chính là bọn họ thứ 9 vực vực chủ lĩnh vực. Cùng với Yến Trường Phong này hét lớn một tiếng, Phùng sát cổng thành bên trong, kia đầu bạc lão giả tức khắc từ trong đả tọa bừng tỉnh lại đây, này hai tròng mắt khép mở, giữa bính bắn ra một đạo hừng hực ánh sao, sát khí hiện ra. Ánh mắt xuyên qua tường thành, dừng ở Yến Trường Phong trên người, trong mắt nộ khí đằng đằng, sát ý nghiêm nghị. Chính như Yến Trường Phong sở liệu, đầu bạc lão giả trước đây sở gặp thương thế, vẫn chưa khôi phục, ngắn ngủn 10 ngày thời gian, căn bản không đủ để làm hắn trước đây đã chịu bị thương nặng tấn phục, thậm chí, bởi vì kia thần bí lực lượng không tầm thường, một tia dư lực tàn lưu ở trong thân thể hắn, chất lượng cực cao, so mặt khác trong cơ thể lực lượng còn phải cường đại, làm hắn khó có thể đuổi đi, khiến cho hắn thương thế chẳng những không có khôi phục, thậm chí ẩn ẩn chi gian còn có điều chuyển biến xấu. Giờ phút này nghe được Yến Trường Phong hét lớn, đầu bạc lão giả tức khắc thân hình chợt lóe, liền bay lên ra tới, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Là ngươi, ngươi thế nhưng còn dám tới nơi này? Đầu bạc lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Sát ý nghiêm nghị, trước đây ở Yến Trường Phong trên tay, ăn như vậy đại mệt, thật sự làm hắn dẫn cho rằng gì. Ta đương nhiên dám đến nơi này, hừ, lão thất phu, người đoạn ta cơ duyên, này bút trướng ta không đòi lại tới sao được. Hôm nay chính là người ngày chết, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trên người có lệ khí hiện lên. Hắn lời nói, làm ở đây những cái đó thiên tài sôi nổi khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, Yến Trường Phong cũng dám cùng vùng sát cổng thành thủ quan người nói như vậy lời nói thế nhưng tuyên bố muốn sát thông thiên chi lộ vùng sát cổng thành thủ quan người. Này không khỏi cũng quá cuồng vọng, thật sự là to gan lớn mật. Bọn họ vốn tưởng rằng Yến Trường Phong chỉ là nói nói mà thôi, nhưng ngay sau đó, một cổ khí thế cường đại đột nhiên từ Yến Trường Phong trên người nở rộ ra tới, mạnh mẽ hơi thở bùng nổ, đem làm ở đây những cái đó thiên tài sôi nổi bay ngược đi ra ngoài. Hảo cường đại hơi thở, sao có thể? Thực lực của hắn, tại sao lại như vậy cường đại, hắn là ai? Mọi người trong lòng chấn động, nghĩ tới trước đây Yến Trường Phong vừa mới đã đến thời điểm, hắn sở trải qua kia mười mấy người sôi nổi ly kỳ nổ tung thân hình, nói tiêu người vong, không khỏi sôi nổi trong lòng kinh tùng, thấp thỏm lo âu. Ta ngày chết, ha hà, ha ha ha, lão phù thủ tại chỗ này đã nhớ không được nhiều ít thời đại, người vẫn là cái thứ nhất dám can đảm ở bổn tọa trước mặt như vậy làm càn người. Hư, hôm nay, liền nhìn xem rốt cuộc là ai chết. Đầu bạc lão giả giận cực mà cười, theo sau không ở vô nghĩa, không màng thân phận dẫn đầu ra tay, có thể thấy được hắn đối yến trường phong sát ý có bao nhiêu mãnh liệt. Khí thế của hắn hung mãnh, nhấc tay nâng đủ chi gian, lực lượng cường đại đi theo, vừa lên tới, liền vận dụng toàn bộ thực lực. Thực hiển nhiên, lúc trước ở yến trường phong trên tay có hại, làm hắn giải quá giáo huấn, giờ phút này lại đối mặt yến trường phong là lúc, tuy rằng ngôn ngữ bên trong cũng không như thế nào để ý yến trường phong bộ dáng, nhưng trên thực tế, chân chính giao khởi tay tới, lại là không dám đại ý, đặc biệt là đối yến trường phong ngày đó sở thi triển chết trưởng diệt phòng bị không thôi hắn cũng không biết kia chết trưởng diệt phương pháp yến trường phong hiện tại cũng không thể đủ lại lần nữa thi triển bởi vì trong thân thể hắn kia một đạo thần bí lực lượng tại đây trước đã tiêu hao mà nay vẫn chưa được đến bổ sung yến trường phong tuy rằng hiện giờ vạn vật hô hấp pháp tinh tiến thực lực đại trướng nhưng là cũng không dám đại ý trước tiên thi triển tu la đạo cùng với cửu trọng tu la dị tượng cứ việc kia đầu bạc lão giả trọng thương chưa phục nhưng tu vi tranh lệch như cũ ở nơi đó, Yến Trường Phong cũng không dám đại ý, đồng dạng là bày ra đỉnh trạng thái, lấy đỉnh thực lực cùng chi chiến đấu kịch liệt. Vạn vật hô hấp pháp vận chuyển mở ra, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy đến thiên hạ chi lực phảng phất đều ở nắm giữ, tâm niệm vừa động, tứ phương thiên địa chi lực phân dũng, thêm vào mình thân, lại phối hợp tự thân chi lực, hai tương kết hợp, khiến cho Yến Trường Phong cả người uy thế đại trướng, có một loại tuyệt đối khống chế lực. Chương 1947, áp chế, Đầu bạc lão giả không dám đại ý, vừa lên tới liền đối Yến Trường Phong hạ nặng tay, trước đây bị Yến Trường Phong bị thương nặng, làm hắn minh bạch, trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu bối, nhìn như tu vi xa xa tốn sắc cùng hắn, nhưng là lại nắm giữ có rất nhiều cường đại thủ đoạn, phi thường chi quỷ dị, một cái vô ý, liền có khả năng lọt vào nguy hiểm. Mạnh mẽ lực lượng trào dâng, muôn vàn lưu quang ở hắn trưởng chỉ chi gian nở rộ, áp hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, trên người địch đáng từng luồng mạnh mẽ lực lượng hơi thở, ngập trời sát phạt lệ khí tận trời, kích đáng mở ra, nhiếp nhân tâm phách. Hắn tâm niệm chuyển động, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển mở ra, tứ phương thiên địa chi lực phân dũng, hướng tới Yến Trường Phong hội tụ, phảng phất trở thành thân thể hắn một bộ phận, bảo hộ ở hắn bên người, đồng thời thêm vào hắn chiến lực. Này đó thiên địa chi lực, hơn nữa Yến Trường Phong bản thân lực lượng, hai tương kết hợp, khiến cho Yến Trường Phong cả người uy thế đại trướng, có một loại đối lực lượng tuyệt đối khống chế. Hắn ánh mắt lập lòe, rất muốn thử một lần hiện giờ vạn vật hô hấp pháp tinh tiến một bước lúc sau, tự thân lực lượng, đến tột cùng có thể bị thêm vào đến như thế nào nông nỗi, đại thủ vừa lật, nhấc tay nâng đủ chi gian, mạnh mẽ lực lượng dâng lên mà ra, tứ phương thiên địa chi lực hội tụ với trường, theo yến trường phong một trường đánh ra, đồng thời trào dâng mà đi, khiến cho yến trường phong một trường này uy thế, vượt quá tưởng tượng cường đại. ầm vang, hai trường ở trên hư không chung va chạm, vô biên quy tắc trật tự đều bị cắt nát, hư không trực tiếp mai một, đầy trời pháp tắc bay múa, cảnh tượng huyến lệ đáng sợ. Từng luồng mạnh mẽ lực lượng hướng đáng, dẫn phát thật lớn nổ mạnh, lực lượng dư ba một đợt điệp một đợt đáng dạng mở ra, phát tiết hướng bốn phương tám hướng. Cách đó không xa những cái đó trước đây hỗn chiến rất nhiều thiên tài sôi nổi sắc mặt đại biến, mỗi người kinh tùng, tất cả đều cực nhanh lùi lại, này cổ phát tiết mở ra lực lượng dư ba, thật sự quá mức mãnh liệt, uy lực khủng bố, Bọn họ tất cả mọi người không thể tưởng tượng nhìn chiến trường trung tâm, nhìn yến trường phong kia lù lù bất động thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Hảo, hảo cường lực lượng, hắn thế nhưng, có thể tùy tâm sở dục, dẫn động thiên địa chi lực thêm vào mình thân, đây là cái gì pháp, không khỏi quá khủng bố. Mọi người trong lòng kinh hãi, nhưng chiến trường bên trong, đầu bạc lão giả lại càng thêm chấn động. Chỉ có hắn biết, chính mình một trường này uy năng đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Một trường này, hắn căn bản không có giữ lại, vừa lên tới, liền bày ra ra cường đại nhất tư thái, một trường này uy thế, tuyệt đối khủng bố. Mà như vậy một trường, 10 ngày phía trước, Yến Trường Phong tuyệt đối không dám như vậy cùng hắn ngạnh hám, nhưng hiện tại, mới ngắn ngủn 10 ngày thời gian, Yến Trường Phong thế nhưng cùng hắn ngạnh hám một trường, mà không rơi hạ phong. Như thế nào như thế, thực lực của hắn, như thế nào sẽ tăng trưởng nhanh như vậy? Là hắn lúc trước, sở mộ đạo kia môn pháp xuyên cớ, Đầu bạc lão giả tâm tư lập lè, nháy mắt hiểu được, trong ánh mắt hiện lên một đạo hừng hực quang mang, kinh tâm không thôi. Chính mình lúc trước, rõ ràng đã mạnh mẽ gián đoạn Yến Trường Phong ngộ đạo, không nghĩ tới Yến Trường Phong, thế nhưng như cũng mạnh mẽ bảo lưu lại một bộ phận hiểu được, mà gần này một bộ phận hiểu được mà thôi, thế nhưng khiến cho Yến Trường Phong thực lực tăng lên nhiều như vậy, thế nhưng có thể cùng hắn ngạnh hám. Cửa này Pháp, quả nhiên khủng bố, khó trách lúc trước, này ngộ đạo là lúc, liền làm hắn cảm nhận được mạc danh uy hiếp ầm 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 hai trưởng rằng co mạnh mẽ lực lượng không ngừng trào dâng đánh sâu vào yến trường phong cả người khí thế sắc bén bá đạo vô cùng tứ phương thiên địa chi lực điên cuồng chiều hắn mãnh liệt mà đến thêm vào ở hắn trên người đồng thời hắn tâm niệm chuyển động chi gian kia mới vừa rồi phát ra đi ra ngoài lực lượng dư ba thế nhưng bị hắn hấp thu dung nhập đến một trường này bên trong khiến cho hắn một trường này uy lực thế nhưng chẳng những không có theo cùng đầu bạc lão giả rằng co mà liên tục suy yếu ngược lại còn đang không ngừng tăng cường không thể không nói, vạn vật hô hấp pháp, thật sự quá mức kinh người, thần kỳ vô cùng, Yến Trường Phong đối này vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ gần chỉ là miễn cưỡng đăng đường nhập thất mà thôi, này vạn vật hô hấp pháp liền bày ra ra như thế kinh người uy lực. Hảo, này vạn vật hô hấp pháp, thật sự quá cường đại, quá lợi hại, xa xa vượt qua ta dự tính, thế nhưng làm ta, có thể trực tiếp cùng người này ngạnh hám. Tuy rằng, này trong đó, không khỏi bởi vì đối phương ngày đó bị ta, chết trưởng diệt, trọng thương, mà nay thương thế chưa phục, thực lực đã chịu rất lớn trình độ ảnh hưởng, nhưng ta giờ phút này, dẫn động thiên địa chi lực, thêm vào mình thân, sở bày ra ra tới lực lượng, lại cũng thật là kinh người, vạn vật hô hấp pháp, quả nhiên không có làm ta thất vọng. Yến Trường phong ánh mắt chạm chạm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ chi sắc. Hắn biết, chính mình vạn vật hô hấp pháp đang đường nhập thất lúc sau, thực lực nhất định sẽ có một cái cực đại tăng lên, không nghĩ tới, thế nhưng tăng lên đến như thế nhiều, vượt qua hắn tưởng tượng. Nguyên bản, hắn còn cảm thấy, lần này tiến đến chấn sát đầu bạc lão giả, thắng bại còn ở 5 năm chi phân, nhưng hiện tại, hắn nắm chắc lại là đại đại tăng lên. Hắn tâm niệm vừa động, vạn vật hô hấp pháp một cái khác hiệu quả bày ra, đầu bạc lão giả nháy mắt sắc mặt biến hóa, trong cơ thể pháp lực, thế nhưng tại đây một khắc sao động lên, đã chịu cực đại ảnh hưởng. Nguyên bản, Yến Trường Phong cửu trọng tu la ma vực, liền đã có cực kỳ cường đại áp chế năng lực, nhưng bởi vì đầu bạc lão giả tu vi cao thâm, thực lực cường đại, cho nên đối này ảnh hưởng trên thực tế cũng không phải rất lớn. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong thông qua vạn vật hô hấp pháp, trực tiếp quấy nhiễu, ảnh hưởng đầu bạc lão giả trong cơ thể lực lượng, ở trồng lên thượng cửu trọng tu la ma vực hiệu quả, kia ảnh hưởng liền đại đại không giống nhau. Vạn vật hô hấp pháp dẫn động đối phương trong cơ thể lực lược, nếu không có đối phương tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, trực tiếp liền phải không chịu nổi, giống như trước đây kia mấy cái ly kỳ tự bạo thiên kiêu giống nhau, tự mình hủy diệt. Nhưng mặc dù đối phương tu vi cao thâm, giờ phút này tình huống cũng không dung lạc quan, trong cơ thể lực lượng một phương diện đã chịu cửu trọng tu la ma vực áp chế, một phương diện lại đã chịu vạn vật hô hấp pháp dẫn động, trở nên sao động bất an, ở đầu bạc lão giả trong cơ thể đấu đá lung tung, cần thiết phải tốn phí tinh lực đi tự mình áp chế mới được, nếu không nói, như cũng có, có tự bạo nguy hiểm. Mà đầu bạc lão giả giờ phút này đang cùng Yến Trường Phong giao thủ, ở phân tâm đi áp chế trong cơ thể sao động lực lượng, đối hắn chiến lược ảnh hưởng lại là cực đại. Cơ hồ ở trước tiên, Yến Trường Phong liền rõ ràng cảm nhận được, đầu bạc lão giả trường lực giảm đi, hơn nữa trong cơ thể hơi thở trở nên vẫn loạn lên. Đầu bạc lão giả sắc mặt biến hóa, loại này cảm thụ, thật sự quá quen thuộc. Ngày đó Yến Trường Phong ngộ đạo là lúc, hắn liền từng xuất hiện quá như vậy cảm thụ, trong cơ thể pháp lực sao động, ẩn ẩn chi gian không chịu khống chế. Không nghĩ tới ở bị hắn mạnh mẽ gián đoạn ngộ đạo lúc sau, Yến Trường Phong thế nhưng vẫn là nắm giữ cái này thủ đoạn, đối hắn giờ phút này, tạo thành cực đại uy hiếp hắn sắc mặt biến hóa, trong lòng thậm chí sinh ra một cái không tốt ý niệm, lần đầu tiên cảm thấy bất an, đối mặt Yến Trường Phong, cảm giác được thật lớn áp lực. Nơi xa, những cái đó quan chiến chúng thiên kiêu cũng đều sắc mặt biến hóa, cứ việc bọn họ đã lui rất xa, nhưng là như cố cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm, trong cơ thể pháp lực, mạc danh sao động lên, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng có tự bạo xu thế. chương 1948 chém chết, tất cả mọi người kinh tủng, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, đã không đơn giản chỉ là khiếp sợ, còn có thật sâu kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Người này, thật là đáng sợ, cứ việc chưa từng cùng Yến Trường Phong giao thủ, nhưng là giờ phút này, chỉ là bàng quan, nhìn Yến Trường Phong cùng đầu bạc lão giả chi gian chiến đấu, liền đã cảm nhận được vô hạn nguy cơ. Đặc biệt là giờ phút này, bọn họ mạc danh cảm nhận được, trong cơ thể pháp lực thế nhưng không chịu khống chế, ẩn ẩn chi gian có tự bạo xu thế, càng là đối Yến Trường Phong kiêng kỵ, đạt tới cực hạn. Bọn họ cách xa nhau như thế xa khoảng cách, còn cảm thụ như thế mãnh liệt, có thể ngẫm lại, nếu là bọn họ ở vào chiến đấu trung tâm, lại nên sẽ như thế nào. Không hề nghi ngờ, bọn họ nghĩ tới trước đây Yến Trường Phong đi vào nơi này thời điểm, kia mấy cái ly kỳ tự bảo tuổi trẻ một thế hệ cường giả. Oanh, Yến Trường Phong uy thế càng thêm cường thịnh, hắn không ngừng tụ tập tứ phương thiên địa chi lực, còn có kia không ngừng địch đáng mở ra lực lượng dư uy, thêm vào tại đây một trường bên trong, trường lực càng thêm hung mãnh bá đạo. Mà trái lại đầu bạc lão giả, lực lượng lại là không ngừng bị tiêu hao, đồng thời, còn muốn phân ra tâm thần, đi chấn áp trong cơ thể sao động pháp lực, lực lượng càng thêm vô dụng. Yến Trường Phong dùng sức chấn động, xúc thế một trường hoàn toàn bùng nổ, mạnh mẽ lực lượng nháy mắt đánh tan đầu bạc lão giả một trường này, đem này cả người đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài. Hắn giống như một tôn cái thế ma tôn, huyết phát bay múa, huyết mắt hừng ngực, trên người sát phạt lệ khí càng là nhiếp nhân tâm phách một đôi màu đỏ tươi con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bay tứ tung đi ra ngoài đầu bạc lão giả yến trường phong khóe miệng hơi sốc lúc trước hắn bị đầu bạc lão giả lực lượng áp chế hôm nay lại là đảo lộn lại đây khụ khụ đầu bạc lão giả phi đầu tán phát há mồm khụ ra một vòi máu tươi hắn trước đây liền bị yến trường phong chết trưởng diệt bị thương nặng thương thế chưa phục hiện giờ lại bị yến trường phong đánh cho bị thương hơn nữa trong cơ thể pháp lực đã chịu yến trường phong vạn vật hô hấp pháp dẫn động khiến cho hắn trước đây thương thế rốt cuộc vô pháp áp chế, trong cơ thể thương thế nhanh chóng chuyển biến xấu, hơi thở nhanh chóng suy yếu. Hắn lảo đảo ổn định thân hình, nhìn về phía Yến Trường Phong con người giữa lại là dạng rỡ sáng lên, lại là cũng không đối với tử vong sợ hãi, ngược lại là nghiêm túc nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, theo sau sâu kín thở dài, mở miệng nói, ngươi nắm giữ, là cái gì pháp? Hắn không có lại ra tay, khóe môi treo lên vết máu, ho khan một tiếng hướng Yến Trường Phong dò hỏi, đối với Yến Trường Phong sở khống chế vạn vật hô hấp pháp, vô cùng tò mò. hư người muốn biết, đi địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe trong tay xuất hiện một đạo huyết sắc ánh sáng, theo sau lập tức nhằm phía đầu bạc lão giả. Giờ phút này, đầu bạc lão giả bởi vì vạn vật hô hấp pháp xuyên cớ, trong cơ thể lực lượng sao động, hơi thở không xong làm cho trước đây bị hắn ngăn chặn thương thế cũng hoàn toàn bùng nổ. Ở hơn nữa mới vừa rồi Yến Trường Phong một trường này cũng làm hắn bị thương không nhẹ, lại sao có thể lại là Yến Trường Phong đối thủ. Đối mặt Yến Trường Phong này lôi đình một kích, đầu bạc lão giả ánh mắt lập lè, sắc mặt đổi đổi, thanh âm trầm thấp nói, ngươi thật muốn giết ta. Ta là thông thiên chi lộ vùng sát cổng thành thủ quan người, ngươi giết ta, thông thiên chi trên đường, lại vô ngươi nơi dừng chân. Hiện tại biết sợ sao, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, từ đối phương ngày đó ra tay, mạnh mẽ gián đoạn hắn ngộ đạo kia một khắc khởi, hắn cùng đối phương, liền chú định không chết không ngừng. Đối với tu đạo người mà nói, cơ duyên tạo hóa, đặc biệt quan trọng, đoạn người cơ duyên, không thua gì giết người cha mẹ, thù hận không đội trời chung. Yến Trường Phong, lại sao có thể buông tha hắn, đã đến lúc này, nói cái gì, cũng không có khả năng dừng tay. Chẳng sợ đối phương, là thông thiên chi lộ vùng sát cổng thành thủ quan người, lại như thế nào. Phốc, một đạo huyết quang chợt lóe rồi biến mất, một viên đầu nháy mắt phóng lên cao, máu tươi phun tung tóe ba thước cao. Ngươi sẽ hối hận, đầu bạc lão giả thanh âm vang lên, hắn kia tận trời đầu, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, tại đây một khắc, kia trước đây phẫn nộ cùng sát khí, thế nhưng đều biến mất vô tung, có chỉ là bình đạm, cùng lạnh nhạt. Theo sau, kiếm khí kích đáng, tàn sát bừa bãi mở ra, kia viên đầu, như vậy băng diệt. Nhưng mà, Yến Trường Phong lại là sắc mặt biến đổi. Thân ngoại hóa thân, đầu bạc lão giả mai một, nhưng là lại không có bất luận cái gì đại đạo di lưu cũng không có thần cách hiện lên hắn thân hình trực tiếp quy về hư vô hóa thành từng luồng tinh thuần lực lượng tiêu tán ở trong thiên địa yến trường phong sắc mặt trở nên khó coi thi triển nhiếp hồn thuật ở trên hư không chung một chảo thu lấy tới rồi một sợi tàn hồn hiểu biết tới rồi chân thật tình huống quả nhiên là thân ngoại hóa thân yến trường phong sắc mặt âm trầm con người giữa huyết quang hừng hực sát ý chẳng những không có bởi vì đầu bạc lão giả tiêu vong mà hạ thấp ngược lại càng thêm mãnh liệt Hắn đại thủ nhéo, một tay đem kia thu lấy đến tàn hồn nhéo cái phi hôi yên diệt, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, cái này đầu bạc lão giả, cái này thông thiên chi lộ vùng sát cổng thành thủ quan người, thế nhưng chỉ là người nào đó một khối thân ngoại hóa thân. Một cái thân ngoại hóa thân mà thôi, thế nhưng liền có tiếp cận thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh tu vi, có như thế cường đại thực lực, người này bản tôn đến có bao nhiêu cường? Mà hắn mới vừa rồi, lợi dụng nhiếp hồn thuật thu lấy đối phương tàn hồn ký ức, đã biết được cái này đầu bạc lão giả bản tôn là ai? Thứ chín vực vực chủ, lục thiên chín đại người thủ hộ chi nhất, bạch thiên trọng. Này tòa thông thiên chi lộ lối vào, vùng sát cổng thành thủ quan người, thế nhưng là thứ chín vực vực chủ chín đại người thủ hộ chi nhất bạch thiên trọng hóa thân. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt lóe lóe thứ chín vực vực chủ lục thiên, cùng với lục thiên chín đại người thủ hộ, ở thứ chín vực, địa vị không tầm thường. Thứ chín vực vực chủ lục thiên, tục truyền đã ở xuống tay, chuẩn bị đánh sâu vào chân tiên cảnh giới, muốn đánh vỡ hiện tại thiên địa quy tắc, mạnh mẽ khấu phá tiên quan. Mà hắn chín đại người thủ hộ, thực lực cũng tuyệt đối có thể nói là cao thâm khó đoán, nếu không cũng không có khả năng đi theo ở lục thiên bên người, trở thành lục thiên người thủ hộ. Mà hiện tại, Yến Trường Phong chém giết lục thiên chín đại người thủ hộ chi nhất, bạch thiên trọng hóa thân, chém giết này lúc đầu vùng sát cổng thành thủ quan người, sẽ dẫn phát như thế nào hậu quả, thật sự vô pháp tưởng tượng. Bất quá, Yến Trường Phong đối này đảo cũng không phải quá mức lo lắng, ở ra tay phía trước, hắn liền đã thiết tưởng qua hậu quả. Đầu bạc lão giả thân là vùng sát cổng thành thủ quan người, cố thủ này thông thiên chi lộ lúc đầu vùng sát cổng thành vô tận năm tháng, không người dám đối này bất kính, liền có thể suy đoán ra người này thân phận địa vị không giống bình thường. Hắn chém giết đối phương, tự nhiên sẽ dẫn phát không nhỏ hậu quả. Nhưng hắn để ý, đều không phải là là này đó, hắn giờ phút này buồn bực, là chính mình như thế hao tổn tâm huyết, trước sau hai lần cùng chi chiến đấu kịch liệt, cuối cùng sấn này trọng thương, đem này chém giết, thế nhưng chỉ là một khối hóa thân. Bạch Thiên Trọng, Yến Trường Phong thấp giọng lầm bẩm trong ánh mắt sát khí vẫn chưa bởi vì đối phương là thứ chín vực vực chủ lục thiên chín đại người thủ hộ mà thu liếm, ngược lại càng thêm cường thịnh. Nguyên bản, kia đầu bạc lão giả mạnh mẽ gián đoạn hắn ngộ đạo, đoạn hắn cơ duyên ân oán cũng nên theo đầu bạc lão giả tiêu vong mà tiêu tán. Nhưng giờ phút này, biết được đầu bạc lão giả thế nhưng chỉ là bạch thiên trọng một khối hóa thân, như vậy bạch ngàn nặng không chết, cái này ân oán liền sẽ không bỏ qua. Không chỉ là Yến Trường Phong, sẽ không bỏ qua bạch thiên trọng, bạch thiên trọng cũng sẽ không bỏ qua chém giết hắn hóa thân Yến Trường Phong. chương 1949, phẫn nộ, nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng thật sự chấn giết đầu bạc lão giả, những cái đó nơi xa quan vọng chúng thiên kiêu, sôi nổi kinh tủng không thôi, trong lòng sôi nổi nhấc lên sóng to gió lớn kia chính là thông thiên chi lộ vùng sát cổng thành thủ quan người A. Thế nhưng bị Yến Trường Phong, sinh sôi chấn sát, này thật sự quá không thể tưởng tượng, quá mức không thể tưởng tượng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, thế nhưng có người, dám đối với thông thiên chi lộ thủ quan người động thủ. Ai dám tin tưởng, trẻ tuổi một thế hệ chung, thế nhưng có người, thực lực mạnh mẽ đến nước này, liên thông thiên chi lộ thủ quan người, đều không địch lại hắn, ngã xuống ở này trong tay. Không hề nghi ngờ, một khi tin tức này truyền lại đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ thông thiên chi lộ oanh động. Giờ phút này, bọn họ nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nơi xa đông đảo thiên kiêu, màu đỏ tươi con người giữa sát khí cùng lệ khí không giảm, ánh mắt quét tới, nơi xa chúng thiên kiêu sôi nổi không rét mà run, trong lòng sợ hãi. Không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, Yến Trường Phong trực tiếp ra tay, không kiêng nể gì, đem này đó cái gọi là thiên tài, coi như là huyết khí bảo dược, tu luyện tài nguyên, đối bọn họ tiến hành ngắt lấy. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Thấy Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp hướng bọn họ động thủ, mọi người tức khắc hãi hùng khiếp vía, có người hét lớn ra tiếng. Phốc, một đạo kiếm mang phi bắn, nháy mắt xé rách hư không, xuyên thủng hư không mà đi, đem một viên đầu chảm phi, kiếm khí bôn tập chi gian, huyết khí quay cuồng. Thế nhưng không có chút nào sức phản kháng, người nọ liền ngã xuống ở yến trường phong tùy tay vẽ ra một đạo kiếm quang bên trong. Đi mau, hắn muốn giết người diệt khẩu, dư giả sôi nổi kinh tùng, chấn sợ không thôi, cho rằng yến trường phong giờ phút này đối bọn họ ra tay, là lo lắng hắn chấn sát đầu bạc lão giả sự tình bại lộ, cho nên mới phải đối bọn họ giết người diệt khẩu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trái tim kinh hoàng, không nghĩ tới yến trường phong thủ đoạn thế nhưng như thế thiết huyết bá đạo. Xuy suy suy, kiếm quang phi tiết, xuyên qua hư không, sắc nhọn chi khí, thế không thể đỡ, cửu trọng tu la ma vực trạng thái yến trường phong, ở hơn nữa đã đăng đường nhập thất vạn vật hô hấp pháp thêm vào, tuổi trẻ một thế hệ chung, có thể ngăn cản người của hắn, tuyệt đối không nhiều lắm. Trước mắt những người này, không một có thể cùng yến trường phong chống lại giả. Phốc phốc phốc, ngay lập tức chi gian, trong hư không nhấc lên tinh phong huyết vũ, nùng liệt huyết tinh khí trùng tiêu. Các loại cường đại cổ pháp cùng thần thông nở rộ, muốn kiệt lực ngăn cản yến trường phong kiếm quang, nhưng lại đều không thay đổi được gì, kia kiếm quang quá cường, mũi nhọn không thể ngăn cản, kia giữa ẩn chứa cường hoành lực lượng, đồng dạng cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Lực lượng, mũi nhọn, tốc độ, hơn nữa vạn vật hô hấp pháp giao cho chúng nó linh tính, khiến cho chúng nó đủ để hoành hành không bị ngăn trở. Yến Trường Phong liên tiếp bổ ra 10 hơn kiếm sau liền dừng tay, kia 10 dư đạo kiếm quang ở trên hư không chung bay múa, có được kinh người linh tính, đối những cái đó tuổi trẻ một thế hệ thiên tài tiến hành đuổi giết. Dừng tay, dừng tay chúng ta thề sẽ không đem hôm nay nhìn đến sự tình tiết lộ đi ra ngoài thỉnh đạo hữu dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng có người cả kinh kêu lên bọn họ cũng bị dự vì một phương thiên tài bị gia tộc tuyết tàng sợ bọn họ chết non bổn mỗi người cao cao tại thượng tự xưng là tuổi trẻ một thế hệ vô địch nhưng hiện tại ở yến trường phong trước mặt thế nhưng không chịu được như thế một kích làm cho bọn họ nản lòng đồng thời càng là đối yến trường phong sinh ra vô hạn sợ hãi các ngươi cho rằng ta giết các ngươi là lo lắng việc này tiết lộ. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, nơi này là thông thiên chi lộ, tất cả mọi người đối thủ cạnh tranh, các người từ bước vào nơi này thời điểm, nên có tử vong trong lòng chuẩn bị. Bất quá, các người sẽ không bạch chết, chết ở tay của ta thường, các người chết có ý nghĩa, các người chết sẽ thành toàn đạo của ta. Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, vẫn chưa ngăn cản những cái đó kiếm quang đối còn lại mọi người đuổi giết, từng mảnh huyết phú phi sái, Yến Trường Phong tắm gội thần huyết, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí cuồn cuộn không ngừng nhảy vào thân thể hắn bên trong, một đoàn đoàn đại đạo quang đoàn cũng đều chiều hắn kích bắn mà đến, bị hắn thôn phệ luyện hóa. Hắn chân ngã đại đạo ở bất chi bất giác trung tiến bộ, lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. Mấy phút lúc sau, nơi này hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, chỉ có máu tươi mãnh liệt thanh âm, còn có tu la kiếm kia vui sướng thỏa mãn tiếng huyết gió. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua phương xa, ở kia xa xôi địa phương, hắn rõ ràng cảm nhận được còn có mấy đạo cường đại hơi thở tồn tại, ở trông về phía xa nơi này, nhưng hắn vẫn chưa đuổi giết đi lên. Kẻ hèn mấy cái tầm thường thiên tài, đã không bị hắn như vậy coi trọng, để vào mắt, lười đến cố tình đuổi theo đi. Hắn thu liếm tu la đạo cùng cửu trọng tu la ma vực, đem tu la kiếm cũng thu lên, xoay người nhìn về phía phía sau kia tòa vùng sát cổng thành, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tòa thành này quan lúc sau, đó là chân chính thông thiên chi lộ. Muốn đi vào tòa thành này quan, yêu cầu thông qua tòa thành này quan thủ quan người khảo hạch, ngưng tụ thông hành lệch mới có thể đủ tiến vào. Lúc trước, Yến Trường Phong đã ngưng tụ ra thông hành lệch, nhưng kia thông hành lệch lại bị Yến Trường Phong bóp nát, hủy diệt. Bởi vì lúc ấy, Yến Trường Phong cũng đã đối đầu bạc lão giả sinh ra sát nghiệp. Giết đầu bạc lão giả cái này vùng sát cổng thành thủ quan người, tự nhiên liền có thể thông qua tòa thành này quan. Gì cần thông hành lệnh, hắn cất bước đi đến vùng sát cổng thành trước, nhìn kia đóng cửa cửa thành, trực tiếp duỗi tay ở kia trên tường thành một hoa, thực chất hóa mũi nhọn hiện lên, thế nhưng sinh sôi đem nhắm chặt cửa thành xé rách mở ra. Theo sau, Yến Trường Phong cũng không hề dừng lại, một bước bước vào trong đó, thân hình nhoáng lên, liền biến mất không thấy. Mà ở Yến Trường Phong chém giết đầu bạc lão giả là lúc. Thông thiên chi cuối đường, một viên lộng lấy đại tinh phía trên, một đạo cường đại hơi thở ầm ầm nở rộ, phẫn nộ cảm xúc từ giữa phát tiết ra tới, kinh động chung quanh mặt khác mấy cái đại tinh thượng cường đại tồn tại, làm kia mấy người hơi hơi kinh dị. Lộng lấy đại tinh thượng, cái kia cùng đầu bạc lão giả lớn lên giống nhau như đúc cường đại sinh linh khuôn mặt lạnh băng, con người giữa hàn mang lập lè, rõ ràng là yến trường phong chém giết cái kia đầu bạc lão giả bản tôn, bạch thiên trọng. Thứ chín vực vực chủ, lục thiên chín đại người thủ hộ chi nhất, bạch thiên trọng. Ở yến trường phong chém giết hắn kia hóa thân nháy mắt, bạch thiên trọng liền đã sinh ra cảm ứng. Làm hắn kinh dị đồng thời, sinh ra vô tận phẫn nộ. Thế nhưng có người, Dám can đảm chém giết hắn hóa thân, chém giết hắn, Lưu Tại Thông Thiên chi lộ lúc đầu vùng sát cổng thành hóa thân. Này ở hắn xem ra, không thể nghi ngờ là đối hắn uy nghiêm khiêu khích. Thân là thứ 9 vực vực chủ chín đại người thủ hộ chi nhất, thân phận của hắn cùng địa vị có bao nhiêu tôn quý, ai dám đối hắn bất kính? Chẳng sợ chỉ là một tôn hóa thân, cũng không có người dám đối hắn sinh ra nửa điểm không tôn kính ý niệm. Huống chi là trực tiếp ra tay, đem hắn hóa thân chém giết. Hơn nữa cái này chém giết hắn hóa thân người, thế nhưng còn chỉ là một người tuổi trẻ tiểu bối. Bạch lão đầu, đã xảy ra cái gì, là cái gì thế nhưng làm ngươi như thế thất thố. Mặt khác mấy viên đại tinh thượng người thủ hộ truyền ra ý niệm, kinh ngạc nói. Bạch thiên trọng sắc mặt thật không đẹp, trong mắt hàn mang tất lộ, sâu kín nói, ta lưu tại lúc đầu vùng sát cổng thành hóa thân, bị người chém chết. chương 1950, Động Dung, cái gì, là ai, lại là như vậy đại lá gan, dám đối với người hóa thân động thủ. Nghe được Bạch Thiên Trọng nói, mặt khác người thủ hộ đều giật mình không thôi, Bạch Thiên Trọng hóa thân, kia khá vậy là vô cùng tiếp cận thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh tu vi cường giả, thực lực mạnh mẽ không nói, hơn nữa vẫn là thông thiên chi lộ vùng sát cổng thành thủ quan người. Chỉ là thông thiên chi lộ vùng sát cổng thành thủ quan người cái này thân phận, liền không có người dám đối hắn bất kính, không nghĩ tới hắn hóa thân, thế nhưng bị người chém giết, đương nhiên làm người giật mình. Là thông thiên chi trên đường, nào đó cấm khu tồn tại ra tới sao? Hừ, này đó cấm khu tồn tại, thật sự là chán sống, không thành thành thật thật ở cấm khu đợi, cũng dám tấn công lúc đầu vùng sát cổng thành, còn hủy diệt ngươi một tôn hóa thân, là cái nào cấm khu ra tay. Một cái âm trầm thanh âm hiện lên, làm người nghe liền trong lòng thấm người, ra đầu tê dại. Mặt khác người thủ hộ cũng đều kinh dị nhìn Bạch Thiên Trọng, lại thấy Bạch Thiên Trọng sắc mặt khó coi. Như thế nào, Bạch lão đầu, hay là, chả ngươi hóa thân người, đều không phải là cấm khu sinh linh thấy Bạch Thiên Trọng sắc mặt khó coi, một cái người thủ hộ kinh ngạc nói. Hừ, ta kia tôn hóa thân, là nhất thời đại ý, bị một cái tiểu bối ám toán đánh lén. Bạch Thiên Trọng hừ lạnh một tiếng, hung tợn nói. Nghe được hắn nói, bốn phía tức khắc sừng sốt, ngắn ngủi an tĩnh sau, kia mặt khác mấy cái người thủ hộ tất cả đều trong lòng kinh dị, giữa một người lăng nói tiểu bối ám toán. Ngươi là nói, chém giết người kia cụ hóa thân, là lần này dũng mãnh vào thông thiên chi lộ, nào đó tuổi trẻ một thế hệ thiên tài không phải cấm khu sinh linh ra tay. Mặt khác mấy người nghe vậy cũng đều mặt lộ cổ quái chi sắc, theo sau có người nhìn không được cười to ra tiếng nói, ha 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 ha, bạch lão đầu, không nghĩ tới người thế nhưng bị một người tuổi trẻ tiểu bối chém chết hóa thân, thật sự là càng sống càng đi trở về, chẳng lẽ là nhiều năm như vậy an bình, làm ngươi thực lực chẳng những không có tiến bộ, ngược lại còn lui ra phía sau sao. Cầm miệng, bạch thiên trọng buồn bực quát, bị yến trường phong chém chết một khối hóa thân, cái này làm cho hắn cảm giác mặt mũi mất hết, giờ phút này lại nghe được đồng bạn cười nhạo, không khỏi thẹn quá thành giận. Ha ha ha, bạch lão đầu thẹn quá thành giận, hảo hảo, không chê cười ngươi là được. Người nọ cười lớn một tiếng nói, lại nói tiếp, này một đám tiến vào thông thiên chi lộ thiên tài đông đảo, đảo thật đúng là ra một ít kinh diễm chi tài, đây là sự tình tốt, tương lai vực chủ đại nhân đánh sâu vào tiên đạo cảnh giới là lúc, bọn họ càng là kinh diễm, đến lúc đó thành công cơ hội lại càng lớn. Mọi người đều gật gật đầu, kia bạch thiên trọng lại là ánh mắt lóe lóe, nghĩ đến Yến Trường Phong, trong ánh mắt lại là mang theo vài phần hàn ý. Bất quá, ta thông thiên chi lộ tồn tại nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người cũng dám đối vùng sát cổng thành thủ quan người bất kính, càng đừng nói là động thủ, lại còn có đem người hóa thân chém chết, người này nhưng thật ra một cái dị loại, quả nhiên là to gan lớn mật, thú vị, thú vị, lại nói tiếp, ta nhưng thật ra đối người này sinh ra một ít hứng thú. Không tôi, ta đối người này cũng có chút tò mò, đến tột cùng là cái dạng gì người, mới dám như vậy to gan lớn mật, cũng dám chém giết bạch lão đầu người hóa thân. Ha 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 ha, bạch lão đầu, người nhưng thật ra nói nói, cái kia đem người kia cụ hóa thân chém giết người, đến tột cùng là ai? Tên gọi là gì, có chút cái gì bản lĩnh, còn có, hắn vì cái gì muốn chém người hóa thân. Nếu là có cơ hội, ta nhưng thật ra có thể thế người hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Mấy cái người thủ hộ trò cười nói, trừ bỏ bạch thiên trọng vẻ mặt âm trầm ở ngoài, những người khác lại là căn bản không có đem yến trường phong để ở trong lòng ta vẫn chưa dò hỏi tên của hắn, bất quá trước đây từng nghe đã có nhân xương hô hắn, phong vô trần, đến nỗi hắn có cái gì bản lĩnh, người cảm thấy, có thể chém giết ta một khối hóa thân, bản lĩnh có thể tiểu sao. Người này lĩnh mộ một môn cực kỳ cường đại Pháp, cái loại này Pháp, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, chẳng những có thể dẫn động tứ phương thiên địa chi lực vì hắn sử dụng, thậm chí còn có thể đủ ảnh hưởng đến ta trong cơ thể pháp lực, khiến cho ta trong cơ thể pháp lực sao động, ẩn ẩn chi gian thế nhưng muốn phá thể mà ra, khiến cho ta không thể không phân ra tâm thần áp chế chính mình trong cơ thể lực lượng một thân thực lực ở trước mặt hắn căn bản vô pháp hoàn mỹ phát huy ra tới cửa này pháp huyền diệu vô cùng nếu là bị hắn tu luyện đến viên mãn cảnh giới uy lực của nó tuyệt đối vượt quá tưởng tượng trừ lần đó ra hắn còn có một cái cường đại thủ đoạn ở trong thân thể hắn như là cất giấu một cổ lực lượng thần bí kia cổ thần bí lực lượng phi thường chi cường đại ta lúc ấy nhất thời đại ý cùng hắn ngạnh hám một trường kết quả lại bị hắn đánh cho trọng thương nếu không có ta tu vi cao thâm, chỉ sợ kia cụ hóa thân đương trường liền phải diệt phong. Nói tới đây, Bạch Thiên trọng ánh mắt không khỏi lóe lóe, đối Yến Trường Phong sở nắm giữ thủ đoạn, cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Đến nỗi Yến Trường Phong vì sao phải đối hắn ra tay, chảm hắn hóa thân, hắn lại là vẫn chưa thuyết minh. Bởi vì chuyện này, này căn nguyên, ở chỗ hắn mạnh mẽ gián đoạn Yến Trường Phong mộ đạo, bị mất Yến Trường Phong một hồi thiên đại cơ duyên, mà Yến Trường Phong chính là dũng mãnh vào thông thiên chi lộ thiên tài, thả tiềm lực vô cùng thật lớn, có rất lớn khả năng tương lai đi đến thông thiên chi cuối đường, bị vực chủ lựa chọn. Hắn tự tiện ra tay, gián đoạn yến trường phong ngộ đạo cơ duyên, này có thể nói là vi phạm lục thiên ý chí. Lần này mở ra thông thiên chi lộ, làm thứ 9 vực sở hữu thiên tài dũng mãnh vào tiến vào, này chủ yếu mục đích, đó là muốn sàng chọn ra mấy cái chân chính xuất sắc tuyệt diễm thiên tài, mà bạch thiên trọng gián đoạn yến trường phong ngộ đạo, tương đương là ở bóp chết thiên tài, nếu là đem việc này nói ra, đối hắn cũng không chỗ tốt, thậm chí rất có khả năng muốn đã chịu trách phạt. Bất luận là vạn vật hô hấp pháp, vẫn lại Yến Trường Phong chỉ đối hắn thi triển quá một lần chết trường diệt, đều đối hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Nga, dẫn động tứ phương thiên địa chi lực vì mình sử dụng, thậm chí còn có thể đủ ảnh hưởng trong cơ thể người pháp lực, khiến cho người trong cơ thể lực lượng sao động, không chịu khống chế. Còn có người nói trong thân thể hắn, cất giấu một loại thần bí lực lượng, liền người kia cũng có được tiếp cận thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh tu vi hóa thân, đều ngăn cản không được, kia đến tột cùng là cái dạng gì lực lược, lược, chẳng lẽ lấy ngươi tầm mắt, đều phân biệt không ra sao. Nghe được Bạch Thiên Trọng nói, mọi người tức khắc đều lắp bắp kinh hãi, không khỏi ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng nắm giữ có như vậy lợi hại pháp. Nếu không có như thế, ta kia cụ hóa thân, cũng không đến mức hủy diệt ở trên tay hắn. Bạch Thiên Trọng lạnh lùng nói, mọi người gật gật đầu, trong mắt đều là ánh sao lập lòe, nói như vậy, người này thật đúng là không thể khinh thường, có lẽ có rất lớn khả năng đi đến thông thiên chi cuối đường. Bạch Thiên trọng ánh mắt lóe lóe, nói chư vị hiện tại nói lời này, còn hơi sớm, hắn tuy rằng biểu hiện ra ngoài tiềm lực cũng không tệ lắm, nhưng lần này dũng mãnh vào thông thiên chi lộ thiên tài dữ dội nhiều, hắn hay không thật có thể đi đến cuối cùng, còn khó mà nói, hơn nữa, người này hành sự trương cuồng, không kiêng nể gì, liền ta hóa thân đều dám chém giết, đối thông thiên chi lộ, có thể nói là không có chút nào kính sợ chi tâm, không coi là hảo dễ và mầm, Bạch Thiên Trọng mở miệng nói, ngữ khí bên trong, đối yến trường phong oán giận không thêm che giấu. chương 1951, tử vong chi kiều. Ha ha, có hay không kính sợ chi tâm này không quan trọng, chỉ cần hắn thật sự có tư cách đi đến cuối cùng, có thể bị ma đế đại nhân lựa chọn, kia liền đủ rồi, đến nỗi mặt khác hết thảy, có cái gì quan hệ đâu. Một cái người thủ hộ sâu kín địa đạo, không tôi, hết thảy, đều là vì kia sự kiện, chỉ cần đối kia sự kiện có lợi, Liên tính là hắn phạm phải ngập trời tội nghiệt, cũng đều có thể tha thứ. Bạch lão đầu, chúng ta biết người bị hắn chém một khối phân thân, đối người này có lẽ trong lòng phẫn uất, nhưng, chớ quên, hết thảy, đều hẳn là lấy ma đế đại nhân đánh sâu vào tiên đạo chuyện này làm trọng, tiến vào thông thiên chi lộ bất luận cái gì có tiềm lực thiên tài, đều có khả năng, ở tương lai bị ma đế đại nhân lựa chọn, trợ giúp ma đế đại nhân, phá tan kia cuối cùng chạm kiểm soát. Cho nên, người cũng không nên hành động theo cảm tình, nếu là người bởi vì bản thân tự oán, hỏng rồi ma đế đại nhân đại thế, hậu quả cũng không phải là người có thể thừa nhận. Mấy người trong miệng ma đế đại nhân, tự nhiên đó là thứ chín vực vực chủ lục thiên. Lục thiên ý đồ sáng tạo một cái chân ma giới, tự hào ma đế. Bạch thiên trọng nghe vậy sắc mặt biến biến, hắn đương nhiên biết, hết thảy đều nên lấy kia kiện đại sự làm trọng. Trên thực tế, nếu không có ngày đó hắn kia cụ hóa thân, tự yến trường phong trên người cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, hắn cũng thật sự không muốn hướng Yến Trường Phong ra tay, gián đoạn Yến Trường Phong mộ đạo. Nhưng cuối cùng, hắn trung quy là không có thể nhịn xuống. Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp, làm hắn quá kiêng kỵ, mặc danh cảm giác được bất an, làm hắn cuối cùng không có thể kiềm chế, âm thầm ra tay mạnh mẽ gián đoạn Yến Trường Phong mộ đạo. Hảo, ta mặt sau cũng sẽ lưu ý một chút cái này Phong vô trần, xem hắn, hay không thật sự như vậy kinh diễm, hy vọng hắn đừng cho chúng ta thất vọng mới hảo ma đế đại nhân tùy thời đều có khả năng đánh sâu vào tiên đạo, nếu là đến lúc đó này đó dũng mãnh vào thông thiên chi lộ thiên tài, còn không kịp đi đến nơi này, phong vô trần tạm thời cũng có thể xem như chờ tuyển người. Không tôi, không chỉ là phong vô trần, còn có mặt khác những cái đó biểu hiện phá lệ kinh diễm người, cũng muốn nhiều hơn lưu ý, nhiều hơn tuyển định một ít người được đề cử, để ngừa đến lúc đó thời gian đi lên không kịp. Mấy cái người thủ hộ sôi nổi nói, Bạch Thiên Trọng hơi hơi trầm tư, cuối cùng áp xuống trong lòng lửa giận chính như mặt khác vài tên người thủ hộ lời nói hiện tại hết thảy sự vật đều lúc này lấy kia chuyện làm trọng đến nỗi yến trường phong nếu là hắn thật sự bị lục thiên lựa chọn đến lúc đó hắn cùng yến trường phong điểm này ân oán liền không đáng kể chút nào mà nếu là cuối cùng yến trường phong không có thể đi đến cuối cùng không có bị lục thiên lựa chọn lúc ấy hắn liền có thể không hề cố kỵ ra tay đem yến trường phong đánh chết cũng sẽ không rơi xuống miệng lưỡi càng sẽ không đã chịu lục thiên trách phạt nghĩ đến đây Bạch Thiên Trọng liền tạm thời áp xuống đối Yến Trường Phong sát khí. Giờ phút này, Yến Trường Phong đã xuyên qua thông thiên chi lộ lúc đầu vùng sát cổng thành, chính thức tiến vào tới rồi thông thiên chi lộ giữa. Bốn phía mênh mông một mảnh, Yến Trường Phong thông qua lúc đầu vùng sát cổng thành cửa thành lúc sau, liền cảm giác được vật đổi sao rời, đương cảnh tượng ổn định, liền xuất hiện ở một tòa cổ kiều phía trên. Này tòa cổ kiều, thế nhưng này đây trắng như tuyết bạch cốt đúc mà thành, những cái đó bạch cốt mặt trên, còn chảy xuôi thần huy, giữa chất chứa lực lượng không mất. Cổ kiều dưới, xương trắng cuồn cuộn, yến trường phong sắc nhọn ánh mắt, xé rách vô căn cứ, xuyên phá sương mù, liền nhìn đến kia cuồn cuộn xương trắng dưới, thế nhưng là máu đen. Kia máu đen, quỷ dị vô cùng, lại không có chút nào mùi máu tươi hiện lên. Yến trường phong không khỏi động dung, không nghĩ tới này lúc đầu vùng sát cổng thành lúc sau, thế nhưng là như thế này một chỗ. Hắn ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, bốn phía như cũ mênh mông một mảnh, dưới chân bạch cốt cổ kiều kéo dài đến càng sâu xương trắng bên trong, mặc dù là hắn sắc nhọn chi khí, xé rách vô căn cứ, thế nhưng cũng vô pháp nhìn đến kiều cuối. phảng phất không có trung điểm, này thông thiên chi lộ, quả nhiên quỷ dị, khó trách ở thứ 9 vực sinh linh trong lòng, có như vậy cao uy vọng, nhưng phàm là có thể bước lên thông thiên chi lộ người, trở lại thứ 9 vực sau, đều bị xưng là là khoáng thế chi tài, thậm chí còn phải bị gia tộc tuyết tàng. Yến Trường phong lẩm bẩm phía trước sở trải qua những cái đó cũng liền thôi, mà nay vừa mới chính trực thức bước vào này thông thiên chi lộ, liền đã chịu như vậy khảo nghiệm. Không sai, ở Yến Trường Phong xem ra, dưới chân này tòa cổ kiều, hẳn là tiến vào thông thiên chi lộ sau cái thứ nhất khảo nghiệm. Yến Trường Phong cất bước mà đi, vừa mới bán ra bước đầu tiên, oanh, tức khắc chi gian, một cổ lực lượng cường đại, chợt quay cuồng, từ tứ phương tụ tập mà đến, áp hướng Yến Trường Phong. Cổ lực lượng này, mạnh mẽ vô cùng, cùng lúc trước chân ma thư viện thang trời khảo hạch, có hiệu quả như nhau chi diệu, Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, đối này cổ mạnh mẽ lực lượng nếu như chưa giác. Hắn Phong khinh vân đạm, tiếp tục về phía trước, mỗi một bước bán ra, đều có một cổ lực lượng cường đại oanh kích mà đến, giống như một thanh thật lớn thiết trùy, đấm đánh vào thân. Thông thiên chi lộ chính thức khảo hạch, cửa thứ nhất, tử vong chi kiều. Chính thức bắt đầu, tử vong chi trên cầu, đi càng xa, tiềm lực tích phân khen thưởng càng cao, tiềm lực tích phân càng cao, đại biểu cho khảo hạch giả tiềm lực càng lớn là, nếu không ngã xuống, thông thiên hành trình sau khi kết thúc, đem căn cứ tiềm lực tích phân, đạt được khen thưởng. Nhắc nhở, bước lên tử vong chi kiều, nếu là vô pháp bước ra 7749 bước, sẽ có chết chi hiểm. Một đạo già nua thanh âm, đột nhiên từ sương mù bên trong vang lên. Yến Trường Phong vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Nhưng hắn lại chưa đi để ý, ở tử vong chi trên cầu cất bước mà đi. Hắn bước đi thong dong hơn nữa nhẹ nhàng căn bản không có đem kia không biết từ chỗ nào vang lên nhắc nhở chi âm để ở trong lòng, sân vắng tản bộ giống nhau, đối kia từng đạo oanh kích mà đến cường đại lực lượng nhìn như không thấy. Trong nháy mắt, liền đã qua 49 bước, từng tiếng nổ vang vang lên, không ngừng oanh kích ở yến trường phong trên người, nhưng là lại không có thể đối yến trường phong tạo thành chút nào trở ngại. Hắn hiện tại nội tình thật sự quá thâm hậu, này tử vong chi kiều, tuy rằng cùng chân ma thư viện thang trời khảo hạch có chút hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng trên thực tế giữa hai bên vẫn là có rất lớn khác biệt đó chính là này tử vong chi trên cầu có thể vận dụng tự thân pháp lực có thể vận dụng hết thải thủ đoạn chống cực yêu oanh kích mà đến cường hoành lực lượng tuy rằng mỗi một bước bước ra kia cổ oanh kích mà đến lực lượng liền càng cường đại một ít nhưng lấy hiến trường phong hiện tại nội tình loại trình độ này lực lượng rất khó uy hiếp đến hắn hắn hiện tại chẳng những là thân thể cường hãn vô cùng thừa nhận năng lực kinh người càng là còn có nửa bước tiên khí thiên tầm kim linh ti y hộ thể, mặc dù hắn cái gì đều không làm, loại trình độ này đã kích cũng vô pháp đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Ngoài ra, phải biết Yến Trường Phong còn nắm giữ có vạn vật hô hấp pháp, hiện giờ này vạn vật hô hấp pháp đã bị hắn tu luyện tới rồi đăng đường nhập thất cảnh giới, đối với lực lượng khống chế đã vô cùng tinh diệu. Kia vô hình lực lượng cự trụ oanh tạp lại đây, này vận hành quỹ đạo, ở Yến Trường Phong trong mắt không chỗ nào che giấu. Hơn nữa Yến Trường Phong đối lực lượng khống chế lực, này tứ phương chi lực tụ tập mà thành lực lượng cự truy, hắn thậm chí còn có thể đủ đối này tiến hành khống chế. Như thế, này cái gọi là khảo hạch, lại há có thể đối hắn tạo thành chút nào trở ngại. chương 1952, vào thành quan. Tử vong chi kiều, không thể đối Yến Trường Phong tạo thành chút nào trở ngại. Này nhìn như nguy hiểm đến cực điểm, một bước một sát khí khảo hạch, có lẽ đối với những người khác mà nói, sẽ có chút phiền phức, nhưng đối Yến Trường Phong tới nói, lại quá nhẹ nhàng. Hắn bước đi nhẹ nhàng thong dong, 49 bước, 81 bước, 108 bước. Mãi cho đến 10 vạn 8 nghìn bước, Yến Trường Phong trực tiếp đi tới tử vong chi kiều cuối. Một tòa cao lớn tấm bia to đứng sừng sững, mặt trên có một đạo mơ hồ thân ảnh hiện lên, lưỡng đạo sắc bén ánh mắt, dừng ở Yến Trường Phong trên người. Người thế nhưng đi tới tử vong chi kiều cuối, ghê gớm, người tên là gì? kia cao lớn tấm bia to phía trên thân ảnh mở miệng dò hỏi. Phong vô trần, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, kia thân ảnh nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, búng tay bắn ra một đạo quang mang, rơi xuống Yến Trường Phong trước mặt. Là một quả cổ ngọc, mặt trên dấu vết hạ phong vô trần ba chữ, hơn nữa còn có một loạt cửa thứ nhất, tử vong chi lộ, 10 vạn 8 nghìn bước, khen thưởng tích phân chữ nhỏ. Đây là người tiến vào thông thiên chi lộ sau thân phận phù lệnh, nó sẽ ký lục ngươi ở thông thiên chi lộ biểu hiện, người mỗi một lần thông qua khảo hạch, tích phân khen thưởng đều sẽ tự động ký lục tại đây phù lệnh mặt trên. Ngoài ra, nếu là người tao ngộ tuyệt cảnh, liền bóp nát này phù lệnh, đến lúc đó, người liền sẽ bị truyền tống ra thông thiên chi lộ. Bất quá như vậy gần nhất, người trước đây đoạt được đến hết thảy tích phân khen thưởng, đều đem biến mất, thông thiên hành trình cũng dừng ở đây. Kia thân ảnh nói hạ những lời này sau, thân hình liền mơ hồ lên, cuối cùng hóa thành một sợi tái nhật sương mù, cùng bốn phía những cái đó xương trắng dung hợp, biến mất không thấy. Yến Trường Phong nhăn nhăn mày, nhìn thoáng qua thông thiên lệnh, đem chi thu lên. Ngay sau đó, vật đổi sao rời, bốn phía cảnh tượng lại biến. Yến Trường Phong đã xuất hiện ở một cái thật lớn tế đàn phía trên. Tế đàn bốn phía, 12 căn thông thiên chi trụ khí thế rộng rãi, tế đàn thượng càng là từng đạo thần văn lập lòe. Yến Trường Phong đang muốn đánh giá bốn phía, đột nhiên, một đạo mạnh mẽ lực lượng ở hắn xuất hiện nháy mắt chiều hắn oanh kích xuống dưới. Cổ lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ, cũng cấp mang theo mãnh liệt sát khí. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt phát lạnh, đem tay nhẹ nhàng nâng khởi. "Đương, một ngụm trường thương." Hàn Mang bắn tóe, điểm ở Yến Trường Phong lòng bàn tay, phát ra ra nhất xuyến xuyến sáng lạn hỏa tinh, truyền ra thanh thúy kim loại giao kích tiếng động. "Cái gì? Cái kia ra tay đánh lén Yến Trường Phong sinh linh hiện ra thân hình, không nghĩ tới chính mình như vậy phải giết một kích, thế nhưng sẽ thất bại, bị Yến Trường Phong như vậy dễ dàng ngăn cản xuống dưới." Hắn trong lòng kinh tùng, nhìn Yến Trường Phong kim quang hừng hực lòng bàn tay nơi đó bị hắn trường thương điểm chúng, thế nhưng không có chút nào tổn thương. Cái này làm cho hắn tức khắc trong lòng dùng mình, biết là tao ngộ tới rồi lợi hại nhân vật, đã tới rồi ván sắt, liền phải rút ra trường thương, xoay người chạy đi, Yến Trường Phong lại là đem tay vừa lật, kia nguyên bản điểm ở hắn lòng bàn tay mũi thương, bị hắn một phen niết ở trong tay, dùng sức một ninh, kia trường thương nháy mắt nổ tung, từng luồng sắc nhọn chi khí nhập vào cơ thể mà ra. Phốc, kia ra tay đánh lén Yến Trường Phong sinh linh, thân thể nháy mắt đình trệ, ấn đường một chút đỏ bừng, xuất hiện một cái huyết sắc lỗ trống, giữa máu tươi chậm rãi bừng lên. Bất kham một kích, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, một đoàn trong suốt đại đạo quang đoàn nhằm phía Yến Trường Phong, vô hình huyết chi tinh khí quay cuồng, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Mà cái kia sinh linh thân thể, còn lại là mềm mại từ hư không rơi xuống, ngã vào lạnh băng trên mặt đất. Âm thầm cất giấu mặt khác mấy cái thân ảnh thấy thế, tất cả đều trong lòng hơi kinh hãi. Bọn họ giấu ở này, Mai phục tại này, đó là tính toán đánh lén vừa mới nhập quan cùng đại thiên tài. Bởi vì, đi thông kế tiếp con đường khảo hạch sắp bắt đầu, bọn họ thủ tại chỗ này, là vì tận khả năng giảm bớt người cạnh tranh. Trước đó, đã có không ít người ngã xuống ở bọn họ đánh lén dưới. Chỉ là không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như thế cường đại, còn không đợi bọn họ ra tay, kia khi trước ra tay một người liền đã bị Yến Trường Phong phản sát. Âm thầm che giấu mọi người trong lòng kinh dị, còn ở suy xét hay không còn phải đối yến trường phong ra tay yến trường phong cũng đã phát hiện bọn họ đạm mạc ánh mắt quét lại đây nhìn thấu vô căn cứ hư một đám trộm cắp hạng người muốn phục kích ta các ngươi còn quá non yến trường phong cười lạnh một tiếng tâm niệm vừa động vạn vật hô hấp pháp vận chuyển lấy hắn đối lực lượng khống chế tức khắc chi gian này đó giấu kín với âm thầm mấy người sôi nổi sắc mặt đại biến hơi thở không xong từ trong hư không ngã xuống dưới ngươi ngươi làm cái gì mấy người tất cả đều kinh tùng ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc trên người hơi thở càng thêm cuồng táo trong cơ thể lực lượng không chịu khống chế yến trường phong nhàn nhạt miệt bọn họ liếc mắt một cái cũng không thấy hắn có bất luận cái gì động tác kia mấy người trong cơ thể lực lượng ở khoảnh khắc chi gian đồng thời bùng nổ từng mảnh huyết vụ quay cuồng kia mạnh mẽ lực lượng thổi quét mở ra lại bị yến trường phong một niệm thao tác không thể đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng từng đạo đại đạo quang đoàn bắn nhanh huyết chi tinh khí mãnh liệt bị Yến Trường Phong thôn vệ hấp thu. Hắn đạm mạc nhìn thoáng qua kia vài miếng quay cuồng huyết vụ, duỗi tay một chảo hư không, nhiếp hồn thuật thi triển, hiểu biết nơi này là địa phương nào, cùng với một ít mặt khác tin tức, theo sau chậm rãi đi xuống tế đàn. Thông qua nhiếp hồn thuật Yến Trường Phong hiểu biết đến, nơi này chính là đệ nhất thành quan nội bộ, này vùng sát cổng thành bên trong, hiện giờ đã tụ tập không ít thí luyện giả. Toàn đang đợi chờ đi trước thông thiên chi lộ đệ nhị vùng sát cổng thành con đường khảo hạch mở ra. Chỉ có thông qua kế tiếp khảo hạch, mới có thể đủ tiếp tục đi trước. Mà mới vừa rồi này đó âm thầm ẩn núp, muốn tập giết hắn người, đó là vì tận khả năng giảm bớt tham dự khảo hạch thí luyện giả số lượng. Bọn họ mai phục tại này tế đàn chỗ, một khi có người từ này tế đàn hiện thân, liền lập tức ban cho lôi đình một kích, đem này cường thế chân sát. Yến Trường Phong rời đi tế đàn, đi ở này đệ nhất thành quan bên trong. Cùng Yến Trường Phong trong tưởng tượng bất đồng, đệ nhất thành quan bên trong phi thường náo nhiệt, trừ bỏ thí luyện giả ở ngoài, còn có thông thiên chi lộ bản thổ sinh linh, thoạt nhìn, liền cùng ngoại giới cổ thành cũng không bao lớn khác biệt. Yến Trường Phong đối này đảo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, thông thiên chi lộ tồn tại vô tận thời đại, cũng ra đời vô số sinh linh. Mà liền ở Yến Trường Phong mới tử tế đàn rời đi thời điểm, mới vừa rồi kia mấy người tự bạo động tính, lại là khiến cho vùng sát cổng thành bên trong không ít người chú ý. Từng đạo thần niệm, ở trước tiên phát tán lại đây, dừng ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, giống như không có cảm thấy giống nhau, an tĩnh đi ở rộng lớn trên đường. Lại có người tới, thế nhưng không có chết ở những người đó tập kích chung, ngược lại đem những người đó toàn bộ phản sát, xem ra người này thực lực không yếu. Một tòa tử lầu giữa, giữa cửa sổ vị trí, một thanh niên bình tĩnh thu hồi thần niệm, khẽ cười một tiếng nói. Giết mấy cái phế vật mà thôi, không coi là cái gì, cùng thiên vương huynh so sánh với, ở kinh diễm thiên tài lại tính cái gì. Bàn tiệc thượng, một người khác nâng chén khẽ cười nói kia dựa cửa sổ vị trí thanh niên nghe vậy không tỏ ý kiến, hơi hơi mỉm cười, có một cổ không gì sánh kịp tự tin. Là hắn, bàn tiệc thượng, còn có một cái áo đen thân ảnh, cũng vào giờ phút này thu hồi thần niệm, trong miệng không khỏi lẩm bẩm ra tiếng. Chương 1953, khảo hạch duyên sau. Cái này áo đen thân ảnh, rõ ràng là ngày đó Yến Trường Phong lần đầu đi trước cửa thứ nhất nhập khẩu là lúc, nhìn đến cái kia người áo đen. Người này lúc trước, thổi lên một con kèn Khống chế sở hữu chiến đấu kịch liệt mọi người, khiến cho bọn họ tẩu hỏa nhập ma giống nhau, cho nhau tàn sát, cuối cùng lấy bọn họ máu ngưng tụ thông hành lệnh, tiến vào đến Thông Thiên Chi Lộ. Ở rời đi là lúc, hắn từng chú ý tới Yến Trường Phong. Cho nên giờ phút này phát hiện Yến Trường Phong thế nhưng cũng đi vào nơi này, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nga, La huynh nhận thức người này, trên bàn mấy người đều kinh ngạc nhìn về phía người áo đen. Người áo đen lắc lắc đầu, nói cũng không nhận thức chỉ là ở ta tiến vào nơi này là lúc từng gặp qua người này một lần hắn xem như ta mặt sau một đám mọi người nghe vậy chưa ở nhiều lời thế nhưng là phong vô trần vùng sát cổng thành bên trong còn có một ít đến từ tây lĩnh tứ đại vực tuyết tàng thiên tài ở thần niệm phát hiện cái này vừa mới tiến vào vùng sát cổng thành người thế nhưng lại yến trường phong sau không khỏi sắc mặt hơi đổi hư phong vô trần lại như thế nào thế nhưng đem ngươi dọa thành cái dạng này bất quá một cái nhân tài mới xuất hiện thôi một cái lạnh lùng thanh niên khiển trách bên người một cái người theo đuổi, người này rõ ràng là trường cung vấn thiên, hắn soi yến trường phong tiên tiến nhập nơi này, nhưng là nhưng vẫn dừng lại tại đây, chờ khảo hạch. Mà lúc trước đồng dạng tiến vào thông thiên chi lộ xà lan, thương quỷ đám người, lại là đã thông qua kế tiếp khảo hạch, thâm nhập thông thiên chi lộ. Trên đường phố, Yến Trường Phong rõ ràng cảm nhận được từng đạo thần niệm từ chính mình trên người đảo qua, nhưng hắn đều như là không có cảm thấy giống nhau, vẫn chưa có bất luận cái gì đáp lại. Nhưng, kia từng đạo thần niệm từ hắn trên người đảo qua thời điểm, Yến Trường Phong lại đem này sôi nổi âm thầm ghi nhớ, âm thầm đã lưu ý xong xuôi chung đặc biệt cường đại vài đạo thần niệm. Hắn khóe miệng không dễ phát hiện hiện lên một tia mỉm cười, ngàn dư nói thần niệm từ hắn trên người đảo qua, xem ra dừng lại tại đây cửa thứ nhất thiên tài, thực sự không ít ha. À. Này sẽ là một cọc được mùa, Yến Trường Phong đang định tìm ra tử lầu tạm thời nghỉ chân. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trong thành đột nhiên vang lên một trận to lớn vang dội tiếng chuông. Theo này nói tiếng chuông vang lên, vùng sát cổng thành bên trong sở hữu thí luyện giả sôi nổi ánh mắt sắc bén lên, ngay sau đó, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, bởi vì một ít đặc thù tình huống, đi trước thông thiên chi lộ kế tiếp con đường khảo hạch thời gian sẽ duyên sau. Cái gì? Khảo hạch duyên sau? Vùng sát cổng thành bên trong, sở hữu thí luyện giả đều trong lòng cả kinh. Trước mắt vùng sát cổng thành bên trong đông đảo thí luyện giả, kỳ thật đều không phải là là nhóm đầu tiên tiến vào thông thiên chi lộ người, ở bọn họ phía trước đã có mấy nhóm người đã thông qua khảo hạch, thâm nhập thông thiên chi lộ. Thông thiên chi lộ thành tiên luật, tất cả mọi người ở cạnh tranh đều muốn mau chóng đuổi tới thông thiên chi cuối đường. Cho nên giờ phút này, nghe được đi trước kế tiếp con đường khảo hạch, thế nhưng phải bị lùi lại, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi sắc mặt biến hóa, biểu tình trở nên trầm trọng lên. Thời gian kéo đến càng lâu, bọn họ cùng phía trước kia mấy nhóm người tranh lệch liền sẽ càng lớn, còn như thế nào đuổi theo bọn họ xin hỏi đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì muốn lùi lại khảo hạch. Có người không khỏi lớn tiếng chất vấn nói, một người cao lớn thân ảnh hiện lên ở giữa không trung, lạnh nhạt nhìn quét tứ phương, hư lạnh nói, có cái to gan lớn mật đồ đệ, thế nhưng tấn công vùng sát cổng thành thủ quan người, cũng chính là các người khảo hạch người, hơn nữa đem này chấn sát, vùng sát cổng thành thông đạo, cũng bị này mạnh mẽ xé bỏ. Cho nên, mặt trên một lần nữa phái người tiến đến chủ trì các người khảo hạch, yêu cầu một ít thời gian mới có thể đi vào nơi này. Giọng nói rơi xuống, tức khắc chi gian, toàn bộ vùng sát cổng thành bên trong đều nháy mắt sôi trào lên. Cái gì, có người tấn công vùng sát cổng thành nhập khẩu, chém giết thủ quan người. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, tin tức này thật sự quá kinh người, thế nhưng có người, dám can đảm công kích thông thiên chi lộ thủ quan người, đây là ăn gan hùm mật gấu sao. Hơn nữa, vùng sát cổng thành thủ quan người, thực lực kiểu gì cường đại, thế nhưng bị người chém giết, người kia thực lực, lại nên có bao nhiêu cường đại. Vùng sát cổng thành bên trong, vô số người trong lòng khiếp sợ, cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Ta nghe nói thông thiên chi lộ, có rất nhiều cấm khu, giữa một ít tồn tại, thực lực cường đại vô cùng, chẳng lẽ là những cái đó cấm khu chung tồn tại ra tay. Có một ít thí luyện giả kinh dị nói, cao lớn thân ảnh truyền xong tin tức liền biến mất không thấy. Chỉ để lại một tòa sôi trào thành trì, Yến Trường Phong cũng không nghĩ tới, chính mình chém giết cái kia chín đại người thủ hộ chi nhất, Bạch Thiên Trọng hóa thân đầu bạc lão giả, thế nhưng là này kế tiếp vùng sát cổng thành khảo hạch giám khảo. Nghe nói kế tiếp khảo hạch, thế nhưng bởi vì hắn chém giết kia đầu bạc lão giả mà chậm lại, không khỏi hơi hơi kinh dị, đồng thời, nghe nói có tân giám khảo tiến đến, làm hắn không khỏi ánh mắt lập loe. Cái kia mới tới giám khảo, chẳng lẽ là Bạch Thiên Trọng bản tôn không thành? Nếu là Bạch Thiên Trọng bản tôn thân đến, đến lúc đó nhất định sẽ có không nhỏ phiền toái. Hắn hiện tại thực lực tuy rằng đại trướng, nhưng là cùng Bạch Thiên Trọng bản tôn so sánh với, khẳng định kém không phải nhỏ tí tẹo. Liền tính là Bạch Thiên Trọng hóa thân, cái kia đầu bạc lão giả, nếu không có trước đây đại ý, bị hắn chết trưởng diệt bị thương nặng, thương thế chưa phục, hắn muốn chém giết hắn, cũng tuyệt phi chuyện dễ. Yến Trường Phong không khỏi lộ ra suy tư chi sắc, cuối cùng hắn vẫn là quyết định tính xem này biến. Nếu đến lúc đó thật là Bạch Thiên Trọng bản tôn thân đến, đánh không thắng cùng lắm thì đi luôn. Hắn tuy rằng bản thân thực lực không đủ để chống lại Bạch Thiên Trọng Khả thân thượng át chủ bài lại là không ít, bảo mệnh đã đủ rồi. Nhưng trong thành mọi người nghị luận lại là thật lâu vô pháp bình ổn. Đến tột cùng là người nào thế nhưng dám can đảm đối vùng sát cổng thành thủ quan người động thủ? Không ít người đều ở suy đoán, thẳng đến mấy ngày sau, lại có mấy tên thiên kiêu vào thành. Theo Yến Trường Phong chém giết đầu bạc lão giả, sau lại rất nhiều thiên tài cũng không ở yêu cầu tiến hành chém giết ngưng tụ thông hành lệch, nhưng trực tiếp thông qua tử vong chi kiều sau, bị truyền tống đến nơi đây. Khi bọn hắn đã đến sau, mang đến thứ nhất kinh người tin tức, lập tức khiến cho một trận không nhỏ oanh động. Ngươi nói cái gì? Lúc trước ngươi từng xa xa nhìn đến có người cùng vùng sát cổng thành thủ quan người chiến đấu kịch liệt. Có người kinh dị nói, người kia là ai? Lập tức có người dò hỏi, là một người tuổi trẻ người, thực lực phi thường cường đại, hẳn là cũng là tiến vào Thông Thiên Chi Lộ thí luyện giả. Kia mấy cái mặt sau vào thành thiên tài đáp lại nói, Này mấy người rõ ràng là lúc trước Yến Trường Phong cùng đầu bạc lão giả chiến đấu kịch liệt thời điểm, giấu ở nơi xa quan vọng người, Yến Trường Phong lúc trước tuy rằng phát hiện bọn họ, nhưng là lại chưa đuổi theo đi đối bọn họ động thủ. Giờ phút này, bọn họ nói truyền lưu mở ra, tức khắc làm vô số người biểu tình chấn động. Không ít người trong lòng giật mình, đối bọn họ lời nói rất là hoài nghi. Các người nói, cái kia chấn giết vùng sát cổng thành thủ quan người tồn tại, cũng là thông thiên chi lộ thí luyện giả. Hơn nữa rất có khả năng, hiện tại cũng ở trong thành sao có thể, vùng sát cổng thành thủ quan người, kiểu gì tu vi, thủ đoạn thông thiên, thực lực mạnh mẽ, cái nào thí luyện giả có thể cùng chi chống lại, dám đối với chi bất kính. Tin hay không, ở chỗ các người chính mình, ta chỉ nghĩ nói, người kia phi thường cường đại, thực lực cực kỳ khủng bố, cùng đại bên trong, có lẽ thật sự không có người là đối thủ của hắn, hắn thật là đáng sợ, ta chỉ hy vọng không cần cùng hắn tao ngộ. Một cái lúc trước thấy Yến Trường Phong chấn sát đầu bạc lão giả thiên tài lòng còn sợ hãi nói, đối Yến Trường Phong vô cùng kiêng kỵ. Chương 1954, quỷ dị, vùng sát cổng thành trung, không ít người đều tại đàm luận vùng sát cổng thành thủ quan người, cái kia đầu bạc lão giả bị trảm sự tình. Đương nghe nói chém giết thủ quan người tồn tại, thế nhưng cũng là tuổi trẻ một thế hệ cường giả, hơn nữa rất có khả năng hiện tại cũng tại đây vùng sát cổng thành bên trong, không ít người đều bởi vậy động dung. Liền tại đây vài người nghị luận chi gian, đột nhiên, kia mới vừa rồi còn đang nói chuyện một người đột nhiên giọng nói đình trệ, ánh mắt nhìn phía trước, hô hấp đều trở nên rồn dập vài phần. Một cái dáng người hân lớn lên bạch y nam tử, từ phía trước bước chậm mà đến, kia mấy cái đã từng chính mắt thấy Yến Trường Phong chém giết đầu bạc lão giả thiên tài sôi nổi thân hình run lên. Ân, các ngươi làm sao vậy? Trung quanh một ít người thấy mấy người đột nhiên không nói, thả thân hình run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng kiêng kỵ chi sắc, như là thấy được đại khủng bố giống nhau. Là, là hắn, trong đó một người ấp úng nói, ngữ khí run rẩy, biểu hiện ra trong lòng khiếp sợ cùng bất an cái gì là hắn ngươi đang nói cái gì chung quanh mấy người sôi nổi nhíu mày có chút không rõ nguyên do người nọ thở sâu ngữ khí như cũng có chút run rẩy nói là hắn chính là hắn giết vùng sát cổng thành thủ quan người ngươi nói cái gì nghe được hắn nói bốn phía mọi người tức khắc ánh mắt sôi nổi một ngưng trong lòng khiếp sợ theo sau theo người nọ ánh mắt hướng tới phía trước nhìn lại ánh mắt rơi xuống yến trường phong trên người trong ánh mắt toàn lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Là hắn, trước đây, Yến Trường Phong vừa mới nhập quan thời điểm, từng lọt vào một ít người âm thầm đánh lén, nhưng những người đó lại bị hắn tất cả phản sát, khiến cho không ít người chú ý, rất nhiều người từng phát ra thức niệm đối Yến Trường Phong tiến hành nhìn trộm. Cho nên giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong, bọn họ hiển nhiên là nhận ra Yến Trường Phong. Nhìn Yến Trường Phong kia so với bọn hắn còn muốn tuổi trẻ một ít dung nhan, nghĩ đến mới vừa rồi người nọ lời nói, mọi người trong lòng tràn đầy không dám tin tưởng. Trước mắt người thanh niên này, thế nhưng chính là cái kia chém giết vùng sát cổng thành thủ quan người, làm cho bọn họ thâm nhập thông thiên chi đường đi hạch duyên sau đầu sỏ gây tội. Sao có thể, kia vùng sát cổng thành thủ quan người, kiểu gì tu vi, kiểu gì thực lực, há là tùy tiện một người là có thể chém giết. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Yến Trường Phong trên người, ánh mắt lập lè, nhìn Yến Trường Phong đi bước một mà đến, có người rốt cuộc vẫn là nhịn không được đem Yến Trường Phong ngăn cản xuống dưới đứng lại ngăn lại yến trường phong chính là một cái dáng người cường tráng tráng hán vai trần nhìn cực cụ lực cảm có việc sao yến trường phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái có người nói là ngươi giết vùng sát cổng thành thủ quan người ta tưởng xác nhận một chút tráng hán nhìn chằm chằm yến trường phong nói trên người có một cổ khí thế cường đại hướng thể mà ra một cổ lực lượng cường đại bay thẳng đến yến trường phong áp bách lại đây yến trường phong nhàn nhạt miệt hắn liếc mắt một cái vẫn chưa đáp lời thậm chí liền bước chân đều chưa từng dừng lại, lập tức cùng hắn gặp thoáng qua. Ngươi dám làm lơ ta, đứng lại, thấy Yến Trường Phong thế nhưng như thế miệt thị hắn, tráng hắn không khỏi giận dữ, duỗi tay một chảo, một con thật lớn chiến trụy liền xuất hiện ở trong tay hắn, tản mát ra trầm trọng bá đạo khí thế. Hắn dơ lên chiến trụy, dứt khoát quyết đoán, trực tiếp liền muốn hướng tới Yến Trường Phong đỉnh đầu ném tới. Đối với trước đây người nọ nói, Yến Trường Phong đó là cái kia chém giết tòa thành này quan thủ quan người nói, hắn lại là một vạn cái không tin. Nhưng mà, liền ở hắn chiến trùy liền phải rơi xuống nháy mắt, tráng hán đột nhiên sắc mặt một lần, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, giọng nói cũng đột nhiên im bặt. Hắn chỉ cảm thấy đến, Yến Trường Phong từ hắn bên người đi qua thời điểm, trong thân thể hắn lực lược, thế nhưng đột nhiên sao động lên, điên cuồng loạn xuyến. Hắn ra sức áp chế, nhưng mà làm hắn hoảng sợ chính là, mặc cho hắn như thế nào làm, trong cơ thể lực lượng lại đều không hề bị đến hắn khống chế. Không, không cần, hắn hơi thở càng thêm hỗn loạn, trong mắt sốt cuộc lộ ra hoảng sợ chi sắc, hắn không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Không tốt, những cái đó cùng hắn cách xa nhau so gần thiên tài đều cảm ứng được tráng hán trên người hơi thở không xong, sôi nổi sắc mặt đại biến, trong lòng kinh nghi đồng thời, trước tiên cùng hắn kéo ra khoảng cách. Chỉ có Yến Trường Phong, như cũng không nhanh không chậm, tựa hồ không hề sở rác, chậm rãi mà đi. Oanh, ngay sau đó, kia tráng hán tiếng kêu sợ hãi vừa mới rơi xuống, một tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, lực lượng cường đại giao động thổi quét bốn phương tám hướng, trên đường phố vô số thần văn trùng tiêu, các loại phòng ngự cấm chế đều suýt nữa bị chấn hội. Từng luồng lực lượng cường đại trào dâng, cuốn hướng bốn phương tám hướng, rất nhiều kiến trúc sụp đổ, những cái đó mới vừa rồi cực nhanh tránh lui mọi người, cũng đều đã chịu cổ lực lượng này lan đến, bị sốc bay ra đi, mỗi người sắc mặt tái nhợt, trong miệng giật huyết. Chỉ có khoảng cách gần nhất Yến Trường Phong, như cố thân hình bình tĩnh, một mảnh huyết vụ, ở hắn phía sau quay cuồng kia từng luồng lực lượng cường đại phong ba chẳng những không có thương tổn đến yến trường phong mảy may giữa mãnh liệt quay cuồng lực lượng ngược lại như là một đám tinh linh ở hắn bên người hoan hô nhảy nhót hội tụ ở hắn bên người thẳng đến một lát sau cổ lực lượng này mới vừa rồi hoàn toàn hóa với trong thiên địa yến trường phong bóng dáng cũng đã đi xa sao sao có thể đã xảy ra cái gì bốn phía một mảnh hỗn độn mọi người trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng với khó hiểu rõ ràng là kia tráng hán đối yến trường phong ra tay giơ lên cao chiến trùy muốn chấn sát yến trường phong kết quả đem kia chiến trùy lại như thế nào cũng chưa có thể rơi xuống đi ngược lại là kia tráng hán đột nhiên quỷ dị tự bạo hơn nữa kia tráng hán tự bạo sở bùng nổ lực lượng kiểu gì khủng bố liền bọn họ cực nhanh kéo ra khoảng cách hơn nữa thi triển phòng ngự thần thông tiến hành phòng ngự thế nhưng đều bị sốc bay ra đi bị kia cổ lực lượng chấn thương mà ở vào nổ mạnh trung tâm yến trường phong thế nhưng lông tóc không tổn hao gì là hắn, chính là hắn giết thủ quan người. Kia mặt khác mấy cái từng chính mắt thấy Yến Trường Phong cùng đầu bạc lão giả một trận chiến sinh linh cũng đều la hoảng lên, nhìn Yến Trường Phong đi xa bóng dáng, trong ánh mắt đằng phát lên nùng liệt kiêng kỵ chi sắc. Mà những cái đó mới vừa rồi nghi ngờ bọn họ, hoài nghi bọn họ lời nói mọi người, giờ phút này cũng đều sắc mặt biến hóa, biểu tình tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Đặc biệt là, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, càng là nhiều vài phần chấn động. Bọn họ biết mới vừa rồi kia tráng hán mặc danh tự bảo nhất định cùng yến trường phong có quan hệ nhưng bọn hắn lại vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ yến trường phong đến tột cùng là như thế nào làm được bọn họ căn bản không có nhìn đến yến trường phong ra tay đối mặt tráng hán làm khó dễ yến trường phong thậm chí xem đều chưa từng liếc hắn một cái chỉ là thong dong bước chậm nhưng kia tráng hán lại mặc danh tự bảo này quá quỷ dị cũng quá làm người chấn động giờ khắc này Yến Trường Phong ở bọn họ trong lòng nháy mắt trở nên nguy hiểm lên. Đây là một cái cực độ nguy hiểm tồn tại, này thủ đoạn cường đại mà quỷ dị. Loại này vô thanh vô tức chi gian, kíp nổ người khác trong cơ thể lực lượng thủ đoạn, ai có thể không kiêng kỵ, ai có thể không hề e sợ. Chẳng lẽ, vùng sát cổng thành thủ quan người, thật là bị hắn giết chết. Thực lực của hắn, thật sự mạnh mẽ đến nước này sao? Ở đây mọi người không khỏi tâm thần chấn động, trong lòng sôi nổi sinh ra như vậy ý niệm, tuổi trẻ một thế hệ chung, thế nhưng thật sự có người, có thể làm được này một bước. chương 1955, nghi ngờ, vùng sát cổng thành thủ quan người chính là ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay tin tức lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ vùng sát cổng thành bên trong tức khắc trở nên một mảnh xôi trào, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái gì, là hắn giết vùng sát cổng thành thủ quan người? Sao có thể, không ít người cũng không dám tin tưởng, lúc trước Yến Trường Phong tử tế đàn xuất hiện thời điểm, không ít người đều từng phát ra thần thức chú ý quá, vẫn chưa phát hiện Yến Trường Phong có gì kỳ lạ chỗ. Giờ phút này, nghe nói vùng sát cổng thành thủ quan người, thế nhưng là ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, tự nhiên là khiến cho một mảnh sóng to gió lớn, làm người khó có thể tin. Vùng sát cổng thành thủ quan người, một thân tu vi cao thâm khó đoán, vô cùng tiếp cận thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh tu vi, thực lực mạnh mẽ, tuyệt phi tuổi trẻ một thế hệ có khả năng chống lại, người kia có tài đức gì, sao có thể là thủ quan người đối thủ. Không tôi, chuyện này, còn chờ suy tính, nói không chừng là có người cố ý lăng xê danh khí đâu muốn tạ này mượn sức một ít người tại bên người cũng nói không nhất định không ít người nghe được nghe đồn sôi nổi nghi ngờ nghe nói là có người lúc trước từng chính mắt thấy xưng thật là người này giết thủ quan người hơn nữa liền ở không lâu trước đây người này bày ra ra không tầm thường thủ đoạn một người thực lực không yếu tuyết tàng thiên tài thế nhưng ở trước mặt hắn mạc danh tự bảo có người đối này bán tín bán nghi đều là tung tin vịt thôi vùng sát cổng thành thủ quan người kiểu gì bản lĩnh hơn nữa thân phận kiểu gì tôn quý ai dám đối hắn nửa điểm bất kính ta tưởng thủ quan người ngã xuống hơn phân nửa là những cái đó cấm khu trung tồn tại việc làm một ít người cũng không tin tưởng nhưng bất luận tin hay không tin tức này đều đã ở vùng sát cổng thành bên trong nhanh chóng truyền khai chấn sát vùng sát cổng thành thủ quan người chẳng lẽ thật là hắn phong vô trần nhưng này sao có thể Liên tính phong vô trần tiềm lực lại đại, thủ đoạn ở cường, nhưng là kia vùng sát cổng thành thủ quan người, cũng không phải là nhân vật bình thường a phong vô trần, sao có thể là thủ quan người đối thủ. Mấy cái đến từ Tây lĩnh tứ đại vực tuyết tàng thiên tài nghe được tin tức, cũng đều mỗi người kinh tùng. Bọn họ tuy rằng biết Yến Trường Phong uy danh, đối Yến Trường Phong kiên kỵ không thôi, rốt cuộc, lúc trước Yến Trường Phong ở Tây lĩnh tứ đại vực, thanh danh thật sự quá lớn, thân là một cái nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng nhiều lần chấn giết các tộc tuyết tàng thiên tài, thậm chí đưa bọn họ này đó tuyết tàng thiên tài, coi làm huyết khí bao dược, coi như tu luyện tài nguyên, càn dỡ, bá đạo, cường thế, ép tới bọn họ này đó tuyết tàng thiên tài đều không dám ngẩng đầu. Nhưng dù vậy, bọn họ như cũng không thể tin được, Yến Trường Phong thế nhưng có có thể chấn sát vùng sát cổng thành thủ quan người thực lực. Cũng không tin, Yến Trường Phong dám can đảm làm ra chuyện như vậy, đối vùng sát cổng thành thủ quan người động thủ. La Huynh, người lúc trước ở nhập quan phía trước, từng gặp qua người nọ một mặt, người cảm thấy, chuyện này có vài phần là thật. Trong tử lâu, một thanh niên nâng chén nhẹ uống, biểu tình tuy rằng bình đạp, nhưng là con người giữa, lại là hơi hơi lập lẻ ánh sáng, đối với một cái người áo đen hỏi. Người áo đen thân hình gầy yếu, toàn thân bao phủ ở áo đen bên trong, thấy không rõ hắn biểu tình, hắn khẽ lắc đầu, nói ta đối hắn cũng không hiểu biết, lúc trước chỉ là vội vàng thoáng nhìn, cũng không từng cảm ứng được hắn hơi thở, cũng chưa từng thấy hắn ra tay, đối thực lực của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, vùng sát cổng thành thủ quan người tu vi cao thâm thực lực cường đại tuổi trẻ một thế hệ chung có mấy người có thể cùng chi chống lại mặc dù người này ở kinh diễm, cũng không có khả năng là vùng sát cổng thành thủ quan người đối thủ nói vậy việc này cho là tung tin vịt thôi la huynh nói không tồi ta cũng cảm thấy chuyện này bất tận kỳ thật hơn phân nửa là người nào đó cố ý chế tạo lời đồn muốn mượn đây là chính mình tích lũy uy danh thôi người nọ ta từng âm thầm đánh giá quá vẫn chưa phát hiện có cái gì chỗ đặc biệt một người khác cũng mở miệng nói kia khởi điểm nâng chén nhẹ uống mở miệng dò hỏi thanh niên lại là lắc lắc đầu nói ta lại cho rằng chuyện này có tám phần có thể là thật cái gì người áo đen cùng kia một cái khác lạnh lùng thanh niên nghe vậy đều là sửng sốt nói vũ văn huynh gì ra lời này vũ văn hạo chậm rãi buông chén rượu mở miệng nói quá xảo cùng người áo đen cùng kia lạnh lùng thanh niên nghe vậy tương tự liếc mắt một cái sôi nổi nhíu mày Vũ Văn Hạo nhìn hai người liếc mắt một cái nói, còn nhớ rõ vùng sát cổng thành thủ quan người ngã xuống tin tức, là khi nào chuyển đến sao. Đúng là người này nhập quan lúc sau, mà vùng sát cổng thành nhập khẩu bị xé rách tin tức, cũng là tại đây người lúc sau chuyển ra, tại đây người nhập quan lúc sau liên tiếp mấy ngày chi gian, lại có không ít người lục tục vào thành. Người này thông qua vùng sát cổng thành nhập khẩu, ở trải qua tử vong chi kiều khảo hạch, đến chính thức vào thành, cùng vùng sát cổng thành thủ quan người ngã xuống tin tức chuyển đến thời gian, vừa lúc ăn khớp, hơn nữa tại đây người vào thành sau mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày đều có người nhập quan, mà ở hắn phía trước, mỗi lần có người nhập quan, đều phải cách xa nhau ít nhất mấy ngày thời gian. Nghe được Vũ Văn Hạo nói, người áo đen cùng lạnh lùng thanh niên tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, hai người trong mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, đồng thời mày cũng càng thêm thâm khóa lên. Trên thực tế, chuyện này cũng không khó phỏng đoán, chỉ là bởi vì chuyện này nghe tới thật sự có chút nghe rợn cả người chút, ở các người tiềm thức chung đều cho rằng chuyện này không có khả năng là cùng đại thiên tài có khả năng làm được, cho nên mới xem nhẹ. Vũ Văn Hạo sâu kín địa đạo, bất quá lại nói tiếp, người này thật đúng là gọi người ngoài ý muốn a à, vùng sát cổng thành thủ quan người thực lực tuyệt đối không dung khinh thường. Lúc trước ta đối mặt hắn thời điểm, liền từ hắn trên người cảm nhận được vô cùng cường đại hơi thở áp bách, mặc dù là ta cũng không có khả năng là này đối thủ, không nghĩ tới người này thế nhưng chấn giết vùng sát cổng thành thủ quan người hơn nữa bình yên xuất hiện tại đây vùng sát cổng thành bên trong. Thông thiên chi lộ thành tiên cơ, người này, chỉ sợ là ta chờ tranh đoạt tiên cơ lớn nhất trở ngại chi nhất. Nói tới đây, Vũ Văn Hảo ánh mắt không khỏi sắc bén vài phần, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo không ít. Người áo đen cùng một khắc nam tử cũng đều ánh mắt lập lè, biểu tình động dung. Trải qua Vũ Văn Hảo phân tích, bọn họ cũng đã suy nghĩ cẩn thận lại đây, chính như Vũ Văn Hảo lời nói, chuyện này, kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ cần kết hợp yến trường phong vào thành thời gian, cùng với vùng sát cổng thành thủ quan người ngã xuống thời gian, còn có ở yến trường phong trước sau vào thành người cách xa nhau thời gian biến hóa, liền có thể suy tính ra tới. Chỉ là trước đây bọn họ đều chưa từng cẩn thận phân tích, chỉ là một mặt cảm thấy, vùng sát cổng thành thủ quan nhân tu vì cao thâm, thực lực cường đại, trẻ tuổi một thế hệ chung, không có khả năng có người là này đối thủ, lúc này mới không nghĩ tới này một vụ. Nhưng hiện tại, biết được nghe đồn đích xác không giả, vùng sát cổng thành thủ quan người ngã xuống, đích xác cùng Yến Trường Phong có quan hệ sau, biểu tình lại là không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Liên tưởng Vũ Văn Hạo nói như vậy, Yến Trường Phong như thế lợi hại, tương lai thông thiên chi lộ cuối, tranh đoạt thành tiên khí cơ thời điểm, Yến Trường Phong nhất định sẽ là bọn họ một đại trở ngại. Hừ, nếu là trở ngại, vậy muốn đem trở ngại san bằng. Kia lạnh lùng thanh niên trong mắt nở rộ một đạo hàn mang, lạnh lùng nói. Liên thành quan thủ quan người đều chết ở hắn trong tay, muốn giết hắn, nhưng cũng không dễ dàng. Vũ Văn Hạo mở miệng nói, chương 1956, Tân Sứ Giả. Một nhà khách điếm bên trong, Yến Trường Phong một người tĩnh tỏa, khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên. Lấy hắn vì trung tâm, phạm vi vạn dặm trong vòng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ cần hắn muốn biết, đều không thể tránh được hắn biết được. Vũ Văn Hạo đám người đàm luận, cũng bị Yến Trường Phong đoạt được biết. Hắn vẫn chưa phát động thức nghiệm, gần chỉ là bằng vào vạn vật hô hấp pháp thần diệu, là có thể đủ cảm ứng chung quanh hết thảy. Vạn vật hô hấp pháp, khống chế thế gian chi lực, Yến Trường Phong hiện giờ vạn vật hô hấp pháp cũng coi như là đăng đường nhập thất, đối với lực lượng khống chế, cảm ứng đều hơn xa dĩ vãng. Mà giữa trời đất này, không có lúc nào là không tràn ngập các loại lực lượng, này đó lực lượng đối với Yến Trường Phong tới nói, chính là tốt nhất tai mắt. Hắn nghe được Vũ Văn Hạo đối hắn chém giết vùng sát cổng thành thủ quan người phỏng đoán phân tích, cũng nghe tới rồi vũ văn hạo cùng kia lạnh lùng thanh niên kế hoạch muốn diệt trừ hắn nói nhưng yến trường phong lại không có nửa điểm nguy cơ cảm tựa hồ căn bản không có đưa bọn họ mưu hoa đặt ở trong mắt hắn cảm ứng được vũ văn hạo trong cơ thể lực lượng không giống tầm thường cực kỳ cường hãn chỉ sợ liền tính là so với ngày đó ngạo thiên ngân cũng muốn không nhường một tấc bất quá dù vậy yến trường phong cũng không có đem này đặt ở trong mắt bởi vì chẳng sợ chính là ngạo thiên ngân cũng ngã xuống ở trong tay hắn phải biết rằng ngạo thiên ngân không riêng gì tu vi cao thâm thực lực cường đại trên người càng là còn nắm giữ có tam kiện trí bảo nửa bước tiên phẩm phòng ngự bảo giáp thiên tầm kim linh ti y tuyệt phẩm đỉnh thần khí thiên nguyên vô cực sơn cùng với bản long thương tuyệt phẩm đỉnh thần khí còn không nói nhưng kiên nửa bước tiên phẩm phòng ngự bảo giáp thiên tầm kim linh ti y lại là chân chính trí bảo phòng ngự năng lực thế gian có thể cùng này đánh đồng giả tuyệt đối không nhiều lắm mà như vậy nửa bước tiên phẩm pháp bảo toàn bộ thế gian lại có vài món hắn cũng không cảm thấy vũ văn hạo trong tay cũng sẽ nắm giữ có như vậy cấp bậc pháp bảo mà không có nửa bước tiên phẩm pháp bảo nơi tay chẳng sợ đối phương thực sự có ngạo thiên ngân như vậy thực lực cũng không có khả năng đối hắn tạo thành chút nào uy hiếp lấy hắn hiện tại thực lực búng tay có thể diệt chi lấy yến trường phong vì trung tâm từng sợi mỏng manh lực lượng bơi lội từ bốn phương tám hướng phóng xạ lại đây giống như một đám người mang tin tức đem chung quanh hết thảy đều phản hồi cho hắn Hắn nhìn đến không chỉ là Ngạo Thiên Ngân đám người ở trao đổi muốn như thế nào diệt trừ hắn cái này Thông Thiên Chi trên đường hữu lực người cạnh tranh, còn có số ít mặt khác thí luyện giả cũng đem hắn coi làm Thông Thiên Chi trên đường lớn nhất trở ngại. Ngoài ra, hắn còn thấy được Trường Cung vấn thiên chờ đến từ Tây Lĩnh tứ đại vực thiên tài. Giờ phút này, Trường Cung hỏi thời tiết thế cường thịnh, mắt tràn ánh sao, sâu kín lẩm bẩm, phong vô trần đúng không? Hừ, cũng dám coi Thiên Hạ Tuyết Tàng thiên tài vì bảo dược, lúc trước ở Tây Lĩnh là lúc không thể tới kịp để ý tới hắn, cùng hắn một trận chiến, không nghĩ tới tại đây thông thiên chi trên đường tao ngộ, chờ đến khảo hạch bắt đầu, nhất định phải ước lượng ước lượng hắn, xem hắn hay không đúng như trong lời đồn như vậy thủ đoạn lợi hại. Hỏi thiên huynh, kia phong vô trần thực lực đích xác cao thâm khó đoán, thả thủ đoạn tàn nhẫn, ta chờ cùng phong vô trần cùng ra tây lính, không bằng cùng chi kết minh, cộng sấm thông thiên chi lộ. Hỏi thiên huynh, phong vô trần thực lực, tuyệt đối không phải là nhỏ, người này nghi hữu không nên địch. Mặt khác mấy cái đến từ Tây lĩnh tứ đại vực tuyết tàng thiên tài khuyên nhủ nói. Hừ, các ngươi sợ hắn, ta nhưng không sợ hắn, ta muốn nhìn, người này đến tột cùng có vài phần bản lĩnh. Trường cung vấn thiên khí phách vô song, thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, là Tây lĩnh tứ đại vực chung, cường đại nhất mấy cái tuyết tàng thiên tài chi nhất. Yến Trường Phong thấy thế hơi hơi mỉm cười, hắn nhẹ nhàng dơ lên một chén rượu, một uống mà tỉnh, xem ra, lần này lại sẽ là một hồi được mùa. Nói, Yến Trường Phong khóe miệng một câu, trong mắt phiếm ra một tia hơi thở nguy hiểm mấy ngày sau vệ yến trường phong chém giết tòa thành này quan thủ quan người tin tức được đến một ít người chứng thật có người âm thầm liên lạc không ít thí luyện giả thế bọn họ tiến hành phân tích tức khắc chi gian toàn bộ vùng sát cổng thành đều oanh động lên nói như vậy tựa hồ đích xác rất có khả năng là người nọ việc làm chỉ là người này tuổi còn trẻ chẳng lẽ thật sự có như vậy bản lĩnh thế nhưng có thể chấn sát vùng sát cổng thành thủ quan người nếu thật là hắn việc làm Đối chúng ta mà nói, cũng không phải là một cái chuyện tốt, cùng đại thí luyện giả, thế nhưng ra như vậy một cái đáng sợ tồn tại, đến lúc đó thông thiên chi trên đường, chúng ta ai có thể tranh đến quá hắn. Không ít người sinh ra như vậy ý niệm tới, mà loại này tư tưởng, đúng là âm thầm tuyên bố tin tức Vũ Văn Hạo đám người sở chờ đợi nhìn đến. Đúng là bọn họ, để mọi người âm thầm phân tích, làm mọi người minh bạch, lúc trước trấn sát vùng sát cổng thành thủ quan người người, đó là Yến Trường Phong, làm mặt khác sở hữu thí luyện giả, tâm sinh nguy cơ. Như thế, mới có khả năng đưa bọn họ liên hợp lại, mượn dùng bọn họ lực lượng cùng chống lại Yến Trường Phong. Mà thực mau, Vũ Văn Hảo phải tới rồi đáp lại, không ít thí luyện giả đều tỏ vẻ nguyện ý cùng chống lại Yến Trường Phong, muốn diệt trừ trở ngại. Chỉ là, bọn họ không biết chính là này hết thảy đều ở Yến Trường Phong trong lòng bàn tay. Mấy ngày này, Yến Trường Phong trước sau chưa từng ra mặt, chưa từng trực tiếp đối Vũ Văn Hảo đám người động thủ, tùy ý bọn họ đi mượn sức mặt khác thí luyện giả đối hắn mà nói này ngược lại là hắn suy nghĩ muốn xem đến sở hữu thí luyện giả liên hợp lại đến lúc đó một lưới bắt hết mới là chân chính được mua ngàn dư danh tuyết tàng thiên tài cấp bậc vô thượng bảo dược không biết có không làm ta chân ngã đại đạo càng tiến thêm một bước yến trường phong âm thầm cười lạnh mặc dù không thể nói vậy cũng có thể khiến cho hắn nội tình càng thêm thâm hậu một ít hắn ngồi xếp bằng ở phòng cho khách bên trong nhắm mắt tu luyện lên trong cơ thể kia nói lúc trước bị tiêu hao thần bí hơi thở ở này đó thiên đã lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là, này một tia thần bí hơi thở, phi thường nhỏ yếu, còn cần không ngừng lớn mạnh. Lại mấy ngày, vùng sát cổng thành bên trong lại lần nữa sôi trào lên, có thông thiên chi trên đường xứ giả buông xuống, đúng là tiến đến thế thân kia bị yến trường phong chém giết bạch thiên trọng hóa thân người. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, tân thủ quan người kiêm khảo hạch tiếp dẫn dùng ra hiện, tuyên bố tân khảo hạch sẽ ở ba ngày sau chính thức bắt đầu. Lần này khảo hạch, không đơn giản chỉ là đối với các ngươi khảo hạch, đồng thời đối với các ngươi tới nói, cũng là một cái đại cơ duyên, đại tạo hóa. Thông thiên chi lộ, tuyệt không đơn giản thí luyện chi lộ, là vì sàng chọn, cùng với bồi dưỡng ra ưu tú nhất thiên tài, cho nên chỉ là khảo hạch, không đủ để đạt tới mục đích, khảo hạch bên trong, thường thường tồn tại rất nhiều đại cơ duyên, đại tạo hóa, đến nỗi có không bắt lấy, liền muốn xem các ngươi chính mình. Tân khảo hạch tiếp dẫn sử, là một cái dáng người câu lũ nhỏ gầy lão nhân, tuy rằng nhìn như suy nhược, nhưng là một đôi con ngươi lại phá lệ có thần, trên người hơi thở cũng vô cùng cường đại, chút nào không thua kém lúc trước bị Yến Trường Phong chém giết đầu bạc lão giả. Vùng sát cổng thành trung, chúng thí luyện giả nghe vậy đều lộ ra kinh hỉ chi sắc, chờ như vậy lớn lên thời gian, khảo hạch rốt cuộc sắp sửa bắt đầu rồi, hơn nữa vấn đề trong đó thế nhưng còn tồn tại có đại cơ duyên đại tạo hóa, không ít người không khỏi ánh mắt lập lòe, không biết là như thế nào cơ duyên cùng tạo hóa. Chương 1957, đại nghịch bất đạo. Khảo Hạch tiếp dẫn sử nói, vang vọng cả tòa vùng sát cổng thành, Yến Trường Phong tự nhiên cũng nghe tới rồi. Đối này, hắn trong lòng đồng dạng có chút tò mò, không biết Khảo Hạch bên trong còn che giấu có như thế nào cơ duyên cùng tạo hóa. Đối với cơ duyên tạo hóa, Yến Trường Phong luôn luôn xem rất nặng, nhưng phàm là gặp được cơ duyên tạo hóa, hắn đều tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ, nhất định sẽ đem hết toàn lực, nghĩ mọi cách đem kia cơ duyên tạo hóa bắt bỏ vào trong tay. Liên ở Yến Trường Phong trầm tư hết sức, đột nhiên Yến Trường Phong nơi phòng bên trong, hơi thở lưu động, một đạo thân ảnh thế nhưng đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn chính khoanh chân mà ngồi Yến Trường Phong, người này nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc, bởi vì Yến Trường Phong tu vi cảnh giới rõ ràng không cao, nhưng là lại cho hắn một loại cao thâm khó đoán, xem chi không ra cảm giác. Người nào, Yến Trường Phong lắp bắp kinh hãi, đối phương tốc độ quá nhanh, thủ đoạn cao minh, thế nhưng vô thanh vô tức liền tới đến hắn phòng giữa, nếu không có hắn đã đem vạn vật hô hấp pháp tu luyện tới rồi đăng đường nhập thất cảnh giới đối với lực lượng cảm giác phá lệ nhạy bén thậm chí đều không thể trước tiên cảm thấy được đối phương đã đến một đạo sắc nhọn ánh mắt nháy mắt bắn nhanh qua đi xé rách hư không chém về phía kia nói đột nhiên xuất hiện thân ảnh ân hảo kinh người mũi nhọn người chính là phong vô trần khó trách bạch lão đầu thế nhưng sẽ ở trong tay ngươi ăn như vậy đại mệt một cái kinh ngạc thanh âm vang lên kia mông lung mơ hồ thân ảnh dần dần rõ ràng một cái dáng người câu lưu ông lão hiện lên ở yến trường phong ánh mắt bên trong. Chỉ thấy kia câu lũ ông lão dò ra hai ngón tay, ở trên hư không nhẹ nhàng một cắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tự yến trường phong con người giữa phụt ra mà ra sắc nhọn kiếm khí, thế nhưng trực tiếp bị cắt đoạn. Theo sau hắn rỗi tay một chảo, bị cắt thành hai đoạn kiếm khí liền hóa thành từng luồng gió mạnh ở hắn lòng bàn tay tiêu diệt. Yến Trường Phong đang nghe đến đối phương nói thời điểm, ánh mắt đó là chợt lóe trong lòng càng là hơi hơi trầm xuống. Nếu hắn không đoán sai, đối phương trong miệng theo như lời bạch lão đầu, chỉ sợ chính là thứ chín vực vực chủ, lục thiên chín đại người thủ hộ chi nhất, cái kia bị hắn chém giết một khối hóa thân bạch thiên trọng. Đồng thời, Yến Trường Phong cũng thấy rõ cái này câu lũ ông lão, rõ ràng là vừa mới đã đến tân khảo hạch tiếp dẫn sử. Trong nháy mắt, Yến Trường Phong trong lòng hiện lên tất cả suy nghĩ, hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp liền tìm thượng hắn, là muốn trị tội với hắn sao. Chém giết vùng sát cổng thành thủ quan người, này vô luận thấy thế nào, đều xem như đối thông thiên chi lộ một loại khiêu khích. Bất quá, hắn mặt ngoài lại không có biểu lộ chút nào, chỉ là âm thầm cảnh giác, mở miệng nói, nguyên lai là khảo hạch tiếp dẫn sử đại nhân, không biết đại nhân đột nhiên đến thăm, cái gọi là chuyện gì. Còn có người mới vừa rồi lời nói, là có ý tứ gì, tại hạ không quá minh bạch. Câu lũ ông lão nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, đạm đạm cười nói, sủi minh bạch giả bộ hồ đồ chính ngươi làm chuyện gì, chẳng lẽ còn muốn ta tới nhắc nhở ngươi sao? Nguyên bản vùng sát cổng thành thủ quan người, các ngươi khảo hạch tiếp dẫn xử, đó là bị ngươi chém chết đi. Ngươi nói ta tới tìm ngươi, cái gọi là chuyện gì? Câu lũ ông lão giọng nói rơi xuống, trên người khí thế đột nhiên một lệ, con người giữa hàn mang bắn tóe, một cổ cường đại hơi thở dao động, nháy mắt như thủy triều trào dâng, cuốn hướng yến trường phong. Tại đây cổ cường hãn lực lượng hơi thở dưới, Yến Trường Phong liền giống như giận hải sóng to bên trong một diệp thuyền con, nhỏ bé, hơn nữa suy nhược. Nhưng mà, này nhỏ bé hơn nữa nhìn như suy nhược một diệp thuyền con, tại đây giận hải sóng to bên trong, tại đây cuồng mãnh lực lượng hơi thở đánh sâu vào dưới, thế nhưng củng cố như thái sơn, mặc cho kia mạnh mẽ sóng chiều đánh sâu vào, đều không thể lay động này mảy may. Từng luồng đáng sợ mũi nhọn nở rộ, đem kia mạnh mẽ lực lượng hơi thở xé nát. Đồng thời, từng luồng thần bí hơi thở chảy xuôi, kia cuốn hướng Yến Trường Phong cường đại lực lượng hơi thở, thế nhưng ngược lại đối Yến Trường Phong sinh ra một loại thân hòa cảm, uy thế giảm đi, thậm chí dự uy vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, ngưng tụ thành một đạo lực lượng cường đại cái chắn. hư nguyên lai là thế Bạch Thiên Trọng kia lão Đông Tây báo thù tới. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trên người khí thế bạo trướng, một đạo cường đại huyết quang chợt chi gian phóng lên cao, xỏ xuyên qua này tòa tử lầu, thậm chí lực lượng cường đại tách ra vùng sát cổng thành bên trong một ít quy tắc trật tự, dẫn phát rồi kinh người dị tưởng. Ẩm vang, kia cầu lũ ông lão mãnh liệt áp bách ở Yến Trường Phong trên người cường đại hơi thở nháy mắt bị tách ra. Cứ việc này câu lũ ông lão tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, nhưng là muốn chỉ bằng vào khí thế, liền đem Yến Trường Phong ngăn chặn, lại sao có thể. Tuy rằng lúc trước Yến Trường Phong chém giết Bạch Thiên Trọng Hóa Thân, chính là bởi vì trước đây Bạch Thiên Trọng Hóa Thân đã bị hắn chết trưởng diệt bị thương nặng duyên cớ, nhưng đem vạn vật hô hấp pháp tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới Yến Trường Phong, thực lực tăng trưởng tuyệt đối khủng bố, mặc dù là Bạch Thiên Trọng kia cụ hóa thân ở đỉnh thời điểm, cũng chưa chắc có thể áp chế được Yến Trường Phong, ít nhất Yến Trường Phong cũng có thể cùng chi chiến cái ngang tay. Trước mắt này câu lũ ông lão Tu Vi, cũng không cao hơn Bạch Thiên Trọng, đồng dạng chỉ là vô hạn tiếp cận thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh Tu Vi, mặc dù đối phương lại lợi hại, cũng không có khả năng chỉ dựa vào hơi thở liền ngăn chặn Yến Trường Phong. Giờ phút này, thấy đối phương ý đổ đến không tốt, Yến Trường Phong cũng không ở làm bộ làm tịch, trực tiếp bày ra cường đại tư thái, cả người khí thế cường thịnh, làm người chấn động. Ân, kia câu lũ ông lão thấy hiến Trường Phong ánh mắt không tốt, trong mắt càng là đối hắn tràn ngập địch ý, câu lũ ông lão trong mắt lại là hiện lên một đạo ánh sao, theo sau không nhịn được mà bật cười, trên người kia cường đại hơi thở nháy mắt thu liếm, biến mất vô tung. Ha ha, xem ra quả nhiên là ngươi không sai, còn tuổi nhỏ, thế nhưng liền có như vậy khí thế cường đại, thực không tồi, bất quá ta lần này tới, đều không phải là thế bạch lão đầu báo thù, ta nhưng ném không dậy nổi cái kia mặt. Câu lũ ông lão hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Yến Trường Phong lại chưa bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác, ai biết đối phương có phải hay không giả bộ, cho hắn thả lỏng cảnh giác, sau đó đột nhiên đánh lén cùng hắn. Tuy rằng lấy đối phương tu vi, chắc là khinh thường với làm chuyện như vậy, nhưng lo trước khỏi họa. Câu lú ông lão cũng không ngại, nhàn nhạt nói, người chém giết bạch lão đầu lưu tại tòa thành này quan hóa thân, nói vậy người cũng đã biết bạch lão đầu thân phận, Bạch lão đầu chính là vực chủ đại nhân chín đại người thủ hộ chi nhất, thứ nhất cụ hóa thân cố thủ tòa thành này quan, thân phận cũng coi như thượng là tôn quý, không nghĩ tới người thế nhưng như thế to gan lớn mật, cũng dám đối hắn ra tay, còn chém giết hắn kia cụ hóa thân, đảo thật là gọi người ngoài ý muốn. Ta muốn biết, người chẳng lẽ không sợ, như thế không kiêng nể gì, sẽ lọt vào nghiêm trọng trừng phạt sao? Nếu không có chúng ta khuyên nhủ ở bạch lão đầu, chỉ sợ hắn đều phải nhịn không được tự mình ra mặt, đem người chấn sát. Nói tới đây, cầu lũ ông lão ngữ khí trở nên uy nghiêm một ít, ta mặc kệ ngươi vì sao dám đối với bạch lão đầu ra tay. Nhưng, chuyện như vậy, nhưng một không nhưng nhị, dĩ hạ phạm thượng, trung quy là đại nghịch bất đạo. Yến Trường Phong nghe vậy lại là cười nhạo ra tiếng, dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Nhưng một không nhưng nhị, hư, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải tháo xuống kia lão thất phu bản tôn đầu. chương 1958, đối trọi gay gắt. Nghe được Yến Trường Phong lãnh lệ kiên định nói, Cầu lũ ông lão trong lòng hơi kinh hãi, biểu tình cũng không khỏi trở nên lãnh lệ lên, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, như vậy không kiêng nể gì, căn bản không có đem hắn báo cho để ở trong lòng, giáp mặt chống đối với hắn. Phong vô trần, người thật sự thiên tư xuất chúng, tiềm lực tuyệt thế, chúng ta tích tài, cho nên mới không có dáng tội với ngươi, chỉ là cảnh cáo ngươi một phen, nhưng nếu là thực sự có lần sau, ngươi cho rằng, định trảm không buông tha. Cầu lũ ông lão ngữ khí lãnh lệ nói về sau ta không hy vọng đang nghe đến người mới vừa rồi nói vậy ngữ bạch lão đầu lại nói như thế nào cũng là vực chủ đại nhân người thủ hộ chi nhất thân phận kiểu gì tôn quý người dám đối vực chủ đại nhân người thủ hộ bất kính đó là đại nghịch bất đạo là tử tội minh bạch sao ngươi là ở cảnh cáo ta sao hừ ta biết ngươi tất nhiên cũng là cái nào người thủ hộ hóa thân đi ta người này không quá thích gặp uy hiếp ngươi nếu là không hy vọng người khối này hóa thân cũng cùng bạch thiên trọng hóa thân giống nhau hủy diệt liền không cần ở trước mặt ta giả bộ. Yến Trường Phong thái độ cường thế, hắn đã cơ bản có thể xác định, trước mắt cái này câu lũ ông lão, hơn phân nửa cũng là thứ 9 vực vực chủ nào đó người thủ hộ chi nhất, sở cô động một khối hóa thân, cùng trước đây hắn chém giết đầu bạc lão giả giống nhau. Tuy rằng, hắn cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con, cùng đối phương như vậy rằng co, nhưng chính như hắn lời nói, hắn chán ghét uy hiếp. Cứ việc đối phương khối này hóa thân, thực lực không yếu, nhưng yến trường phong cũng đều không phải là không có một trận chiến chi lực cho nên hắn không sợ chỉ cần chín đại người thủ hộ chân thân không tới đều khó có thể thật sự ngăn chặn yến trường phong huống hồ liền tính bọn họ chân thân tới yến trường phong cũng không phải không có thoát thân cơ hội cùng lắm thì trước tiên vận dụng những cái đó bảo mệnh át chủ bài bỏ trốn mất dạng không hề nghi ngờ yến trường phong này phiên lời nói nhất định sẽ lệnh này câu lũ ông lão hoàn toàn tức giận mà trên thực tế cũng đích xác như thế Nghe được Yến Trường Phong nói sau, câu lũ ông lão ánh mắt đột nhiên một ngưng, con người giữa bắn ra một đạo hàn mang, người biết, người đang nói cái gì sao? Câu lũ ông lão hử lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh băng nói ta hiện tại, cuối cùng là có thể lý giải vì sao bạch lão đầu đối với ngươi sẽ có như vậy thâm oán nghiệp, người quả nhiên càn dỡ, cuồng vọng tới rồi cực điểm, trong lòng đối ta chờ người thủ hộ, không có nửa phần kính sợ. Kính sợ, bạch thiên trọng kia lão thất phu, hư ta cơ duyên đoạn ta tạo hóa còn muốn ta đối hắn lòng mang kính sợ cảm nhận được câu lũ ông lão trên người một lần nữa dâng lên mà ra cường đại khí thế yến trường phong khóe miệng hiện lên một tia vẻ châm chọc ngữ khí đồng dạng lạnh lẽo hai người đối chọi gay gắt đối với câu lũ ông lão khí thế áp bách yến trường phong vui mừng không sợ thứ chín vực vực chủ chín đại người thủ hộ đối với thứ chín vực sinh linh mà nói tự nhiên là cao cao tại thượng tôn quý bất phàm tồn tại này địa vị chi cao tuyệt đối chỉ ở sau thứ chín vực vực chủ lục thiên bản nhân không người dám đối chi bất kính nhưng yến trường phong đều không phải là thứ chín vực sinh linh đối với thứ chín vực vực chủ lục thiên đều không có nửa phần kính sợ chi tâm huống chi là hắn chín người thủ hộ huống hồ thứ chín vực vẫn là hắn đối địch thế lực thứ chín vực sinh linh trong mắt hắn đều là địch nhân đối với địch nhân hắn lại như thế nào lòng mang kính sợ huống chi trước đây bạch thiên trọng còn hỏng rồi hắn cơ duyên tạo hóa làm hắn ngộ đạo mạnh mẽ gián đoạn, thậm chí gặp phản phệ, tổn thất thật lớn. Từng luồng cường đại hơi thở từ yến trường phong trên người nở rộ ra tới, tuyệt thế mũi nhọn kích động, vô biên kiếm khí vần quanh, một khi câu lũ ông lão có bất luận cái gì dị động, yến trường phong nhất định sẽ ở trước tiên ra tay. Chỉ là, nghe được yến trường phong nói sau, kia nguyên bản tức giận không thôi câu lũ ông lão lại là đột nhiên ánh mắt chợt lóe, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Lúc trước hắn từng dò hỏi quá bạch thiên trọng, Yến Trường Phong vì sao sẽ chém giết hắn kia tôn hóa thân, nhưng Bạch Thiên Trọng lại chưa đáp lại, ngược lại là tránh nặng tìm nhẹ, cố tả hữu ngôn mặt khác, lúc ấy Bạch Thiên Trọng đang đứng ở thịnh nộ là lúc, thấy Bạch Ngàn nặng không dục đáp lại, hắn cũng không hảo ép hỏi. Giờ phút này, nghe được Yến Trường Phong nói trắng ra ngàn trọng kia cụ hóa thân, hỏng rồi hắn cơ duyên tạo hóa, lại là làm câu lũ ông lão nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, chờ một chút, người mới vừa nói Bạch lão đầu hư người cơ duyên tạo hóa, là chuyện gì xảy ra? hắn thân là vùng sát cổng thành thủ quan người, cũng là các ngươi thí luyện tiếp dẫn xử, vì sao sẽ hư ngươi cơ duyên tạo hóa. Thông thiên chi lộ, chính là vì chọn lựa cùng bồi dưỡng thiên tài, lại như thế nào đoạn ngươi cơ duyên. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một đạo sát khí, hắn mạnh mẽ gián đoạn ta ngộ đạo, hay không hư ta cơ duyên tạo hóa. Hư, ngày đó nếu không có hắn âm thầm ra tay mạnh mẽ gián đoạn ta ngộ đạo, ta cần gì phải không màng tất cả đối hắn động thủ. Cái gì, ngươi nói hắn, mạnh mẽ gián đoạn ngươi ngộ đạo. Sao có thể, hắn như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Câu lũ ông lão nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong sở dĩ sẽ chấn sát bạch thiên trọng kia cụ hóa thân, này giữa thế nhưng còn có như vậy một nguyên nhân. Ngộ đạo, đối với tu đạo người mà nói, đặc biệt là tu vi cao thâm giả mà nói, tuyệt đối là một cái thật lớn cơ duyên tạo hóa. Một lần ngộ đạo, thậm chí có khả năng làm người một bước lên trời, tỉnh lược vô số tuế nguyệt lắng động lại cùng lĩnh ngộ, Câu lũ ông lão thân là lục thiên người thủ hộ, tu vi dữ dội cao thâm, hắn đương nhiên biết tu vi không dễ, đương nhiên biết tới rồi Yến Trường Phong hiện tại cái này cảnh giới. Một lần ngộ đạo, đối thực lực tăng lên, sẽ có bao nhiêu khủng bố, là một cái bao lớn cơ duyên. Nhưng, như vậy một cái thiên đại cơ duyên, lại bị người mạnh mẽ phá hư, khó trách Yến Trường Phong sẽ đối bạch thiên trọng như thế trọng sát khí, mặc dù biết đối phương là vực chủ người thủ hộ chi nhất, thế nhưng như cố tuyên bố muốn chém này bản tôn. Chỉ là, cầu lũ ông lão lại là có chút hoài nghi, Bạch Thiên Trọng vì sao sẽ vô duyên vô cớ, phá hư một cái tiểu bối cơ duyên tạo hóa. Hơn nữa, lần này thông thiên chi lộ mở ra, tụ tập toàn bộ thứ chín vực, cơ hồ sở hữu thiên tài tiến vào, thả tuyên bố thông thiên chi lộ thành tiên luật, này mục đích, đó là vì sàng chọn cùng bồi dưỡng ra mấy cái chân chính siêu cấp thiên tài ra tới, vì kia chuyện làm chuẩn bị. Cho nên, càng là biểu hiện kinh diễm thiên tài, càng là sẽ đã chịu bọn họ đặc biệt chú ý. Bởi vì bọn họ rất có khả năng trở thành kia chuyện tham dự giả. Bởi vậy, bọn họ là tuyệt đối không thể đủ không duyên cớ vô cớ hướng Thông Thiên Chi Lộ thí luyện giả ra tay, thậm chí đối với một ít thiên phú cùng tiềm lực siêu tuyệt thiên tài, còn sẽ đối thứ nhất định trình độ thượng dung nhẫn. Liền như thế trước, bọn họ nghe nói Yến Trường Phong chém giết Bạch Thiên Trọng kia cụ hóa thân, nghĩ đến liền đều không phải là là muốn chế tài Yến Trường Phong, ngược lại còn khuyên nhủ Bạch Thiên Trọng đại cục làm trọng, khuyên can Bạch Thiên Trọng đối Yến Trường Phong thi triển trả thù hơn nữa còn đem Yến Trường Phong liệt vào trọng điểm chú ý giả chi nhất, trở thành tuyển nhập tham dự kia chuyện người được đề cử. Cũng nguyên nhân chính là này, cầu lũ ông lão mới vừa rồi mới có thể đối Yến Trường Phong nhiều lần chịu đựng, nếu là người bình thường, dám ở trước mặt hắn bất kính, đã sớm bị hắn một cái tát chụp đã chết. chương 1959, Huyết sắc ma thổ Cầu lũ ông lão tuy rằng mới vừa rồi khí thế sắc bén, uy nghiêm vô cùng, nhưng trên thực tế, lại cũng chỉ là muốn kinh sợ Yến Trường Phong, cũng không muốn tiêu diệt giết hắn ý tưởng. Rốt cuộc, Yến Trường Phong Thiên Phú cùng tiềm lực bất phàm, liền Bạch Thiên Trọng Hóa Thân đều hủy diệt ở trên tay hắn, có thể tưởng tượng hắn thủ đoạn không tầm thường, thả trước đây chín đại người thủ hộ đã đem hắn xếp vào người được đề cử hàng ngũ, tự nhiên sẽ không thật sự đem hắn diệt sát. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, một cái siêu cấp thiên tài, thật sự quá trọng yếu, kia kiện đại sự, cần thiết phải có này đó siêu cấp thiên tài tham dự. So sánh với kia kiện đại sự, mặt khác sở hữu sự tình đều không như vậy quan trọng. Mà Bạch Thiên trọng cũng là Lục Thiên người thủ hộ chi nhất, theo lý mà nói không nên sẽ phạm như vậy sai lầm mới đúng, bởi vậy đối với Yến Trường Phong lời nói, Cầu Lũ ông lão trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Chỉ là xem Yến Trường Phong thần sắc, còn có kia lạnh thấu xương sát khí, nếu không có là xác thực, Yến Trường Phong làm sao đến nỗi cùng vực chủ người thủ hộ đối nghịch. Như vậy đối hắn nhưng không có chỗ tốt, nghĩ đến đây, cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng Cầu Lũ ông lão trong lòng cũng đã tin tưởng vài phần trong lòng lại ở trong tối mắng bạch thiên trọng hồ đồ trước mắt người thanh niên này ngộ đạo bị mạnh mẽ gián đoạn thế nhưng còn như thế suốt chúng còn có thể đủ chấn sát bạch thiên trọng kia cụ hóa thân có thể tưởng tượng nếu là ngày đó yến trường phong ngộ đạo chưa từng bị mạnh mẽ gián đoạn mà là thuận lợi ngộ đạo thành công giờ phút này hắn lại nên là kiểu gì kinh diễm chi tư nếu là như vậy yến trường phong liền thực sự có cực đại khả năng trở thành kia kiện đại sự mấu chốt nhân vật bất quá hắn trong lòng lại còn có chút nghi hoặc. Bạch Ngàn Nặng không khả năng không biết điểm này, nhưng hắn vì sao còn muốn ra tay, mạnh mẽ gián đoạn Yến Trường Phong mộ đảo. Chuyện này, nếu như bị Lục Thiên biết được, mặc dù Bạch Ngàn có thai vì Lục Thiên người thủ hộ, Lục Thiên chỉ sợ cũng ít không được phải đối này tiến hành trách phạt. Ngươi nói thật sự, câu lũ ông lão ánh mắt lập lè, lại lần nữa mở miệng. Hừ, ngươi trong lòng hẳn là đã có phán đoán, còn tới hỏi ta làm cái gì? Người xấu cơ duyên, giống như giết người cha mẹ, này thù không chết không ngừng, ta trước đây, bất quá là chém hắn một khối hóa thân thôi, nếu là có khả năng, ta tất lấy hắn cái đầu trên cổ. Yến Trường Phong ngữ khí sâu kín địa đạo, không chút nào cố kỵ. Câu lũ ông lão nhíu nhíu mày, theo sau nhàn nhạt quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái nói, hảo đi, coi như là bạch lão đầu không đối trước đây, hỏng rồi ngươi cơ duyên tạo hóa, bất quá ngươi chém hắn một khối hóa thân, này thù cũng nên hóa giải, đến nỗi người muốn lấy hắn bản tôn tánh mạng, bằng ngươi, căn bản không có khả năng làm được, vẫn là sớm chút chặt đứt cái này ý niệm, miễn cho ảnh hưởng ngươi tâm cảnh, do đó ảnh hưởng đến ngươi tu hành. người thiên phú cùng tiềm lực đích xác không tồi, thực lực ở trẻ tuổi một thế hệ chung, cũng là đứng đầu đừng, nhưng, vẫn là không cần quá ngạo hảo, chuyện này liền dừng ở đây, ta cũng không ở truy cứu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Câu lũ ông lão đã không có ra tay ý tứ, lưu lại như vậy một phen lời nói sau, liền hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất không thấy. Yến Trường Phong con người giữ hiện lên một sợi hàn mang. Dừng ở đây này bất quá vừa mới vừa mới bắt đầu thôi. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua câu lũ ông lão rời đi phương hướng, lấy hắn đối lực lượng khống chế, ở có tâm chú ý dưới tình huống, đối phương hướng đi, lại như thế nào có thể tránh được hắn cảm giác. Nhàn nhạt nhìn lướt qua câu lũ ông lão nơi phương hướng, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, thu hồi trên người kia cường đại hơi thở dao động, một lần nữa nhắm mắt tu luyện lên. Ở trong thân thể hắn, kia nói thần bí hơi thở không ngừng lớn mạnh. Ngoài ra, ở vạn vật hô hấp pháp đăng đường nhập thất sau, Yến Trường Phong đối trong thiên địa lực lượng phá lệ thân hòa, tu hành là lúc, trong thiên địa cuồn cuộn không ngừng kích động từng luồng tinh thuần lực lượng, chui vào Yến Trường Phong toàn thân huyết nhục bên trong, đồng thời còn có rất lớn một bộ phận hóa thành tinh thuần pháp lực, ở trong thân thể hắn theo hư, cuối cùng dung nhập trong thân thể hắn vài miếng lực lượng trong biển, khiến cho trong thân thể hắn pháp lực hải càng thêm cuồn cuộn. Pháp lực càng thêm minh mông vô biên, thậm chí, ngay cả Yến Trường Phong vẫn chưa cố tình tu hành là lúc, cũng có không ít thiên địa chi lực tự động chui vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Ba ngày thời gian thoảng qua, một ngày này, vùng sát cổng thành bên trong lại lần nữa vang lên to lớn vang dội tiếng chuông. Sở hữu thí luyện giả đều bay lên trời, Yến Trường Phong đồng dạng cũng đình chỉ tu luyện, ra khỏi phòng. Khảo hạch sắp bắt đầu, khảo hạch nơi chính là Thông Thiên chi lộ cấm khu chi nhất, Huyết Sắc Ma Thổ. Cầu lũ ông lão phù không mà đứng, trên người tản ra cường đại hơi thở dao động, nhiếp nhân tâm phách Hắn nói âm truyền khai, tức khắc chi gian, vùng sát cổng thành bên trong vô số thí luyện giả trong lòng chấn động. Thông Thiên Chi Lộ cấm khu chi nhất, huyết sắc ma thổ. Sao lại thế này, vì sao lần này khảo hạch nơi, thế nhưng sẽ là ở Thông Thiên Chi Lộ cấm khu? Nhớ rõ phía trước mấy phê thí luyện khảo hạch, đều không phải là là cấm khu như vậy hung hiểm nơi a. Không ít thí luyện giả động dung, sắc mặt biến hóa. Trước đây khảo hạch đích xác không phải ở cấm khu như vậy hung hiểm nơi, nhưng hiện tại phụ trách các người khảo hạch người, là ta, ta vì các ngươi lựa chọn khảo hạch nơi, đó là này huyết sắc ma thổ. Huyết sắc ma thổ, chính là khoảng cách này quan gần nhất thông thiên chi trên đường cấm khu chi nhất, ta sẽ đem các ngươi truyền tống đến huyết sắc ma thổ bên trong, chỉ cần các ngươi có thể từ huyết sắc ma thổ bên trong tồn tại đi ra ngoài, liền xem như hoàn thành thí luyện, đến lúc đó các ngươi nhưng tự hành thâm nhập thông thiên chi lộ. Câu lũ ông lão nói làm tâm tình mọi người lại là trầm xuống chỉ cần bọn họ có thể từ huyết sắc ma trong đất tồn tại đi ra ngoài liền tính là hoàn thành thí luyện chỉ dựa vào những lời này liền có thể biết được kia huyết sắc ma thổ tuyệt đối hung hiểm vô cùng thậm chí khả năng sẽ là cử tử nhất sinh đáng chết đều là kia phong vô trần làm hại nếu không có hắn giết trước đây vùng sát cổng thành thủ quan người chúng ta khảo hạch cũng sẽ cùng phía trước những người đó giống nhau sẽ không phát sinh như vậy đại biến hóa càng sẽ không như vậy hung hiểm thế nhưng muốn đi trước cấm khu không ít thí luyện giả trong lòng thầm mắng đi trước cấm khu khảo hạch, thật sự quá hung hiểm. Cái gì là cấm khu? Cấm khu, đơn từ mặt chữ thượng lý giải, đó là cấm xâm nhập khu vực. Giữa, tràn ngập nguy cơ, nguy hiểm vô cùng, xâm nhập trong đó, cử tử nhất sinh. Huống hồ, này vẫn là thông thiên chi trên đường cấm khu, thông thiên chi lộ các đại cấm khu, chỉ sợ sẽ càng thêm khủng bố. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết, kiêu huyết sắc ma thổ, nhất định hung hiểm vô cùng. Bọn họ xâm nhập kiêu huyết sắc ma thổ bên trong, có rất lớn nguy hiểm sẽ ngã xuống, bỏ mạng trong đó. Chỉ là cứ việc mọi người trong lòng thầm mắng, thậm chí không ít người trong lòng kiêng kỵ, nhưng không có người lựa chọn lùi bước. Thông Thiên Chi Lộ thành Tiên Luận, thấy Thứ 9 vực vực chủ Lục Thiên đánh sâu vào Tiên Đạo, hấp thu tiên cơ, cùng Lục Thiên nhất cùng đăng tiên, cái này dụ hoặc thật sự quá lớn. Không ai có thể đủ cự tuyệt, chẳng sợ biết rõ con đường phía trước hung hiểm, nhưng vì cái kia khả năng làm cho bọn họ một bước đăng tiên cơ hội này đó thứ chín vực những thiên tài như cũ sẽ che giả măng mọc. Nhưng thật ra Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt hơi hơi lập lè, hắn đối kia cái gọi là thành tiên luận vẫn luôn là khịt mũi coi thường thái độ, đối với kia cái gọi là thứ chín vực vực chủ lục thiên, không có khả năng hướng thứ chín vực sinh linh như vậy mù quáng tin phục, bởi vậy giờ phút này, hắn trong lòng không khỏi cân nhắc được mất, hay không muốn đi trước huyết sắc ma thổ mạo hiểm.